Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, Chuyện Cân Vất. chương 1051, ước không ước, ước ước ước. Tô Thị A Thập Lục nhìn qua khối này phiến đá, gặp trên đó nhiều bạch tôn giả ký tên, Thư Hàng, người vừa rồi đem khối này phiến đá đưa vào đến, thiên kiếp thế giới, bên trong, bạch tiền bối cái kia rồi. Ừm, Tống Thư Hàng lắc lắc mình nguyễn hóa ra tới tay trái, nói ta đem cái này cánh tay trái để lại cho bạch tiền bối, lại thông qua hạch tâm thế giới, trung chuyển, liền có thể sắp hiện ra thế đổ vật đưa vào thiên kiếp thế giới, trái lại cũng thế. Ta vừa rồi liền là đem phiến đá đưa đến bạch tôn giả cái kia, lại chuyển rời về tới. Tô Thị A thập lục sau khi nghe, nghĩ nghĩ, sẵn dò, thư hàng, người năng lực này nhất định phải đối với người ngoài giữ bí mật. Có thể đem vật phẩm buôn lậu đến thiên kiếp thế giới, năng lực này nếu như bị cái khác không quen biết thất phẩm tôn giả biết được, sợ rằng sẽ dẫn tới đại phiền toái. Dù sao, tu chân giới tâm lý âm u tu sĩ cũng không ít. Cũng không phải là mỗi cái tiền bối cũng giống như Cửu Châu nhất hào quần, bên trong tiền bối đồng dạng. Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, mà lại, năng lực này còn phải dựa vào bạch tiền bối một kiện pháp khí, nếu không ta một người cũng không thi triển ra được. Tống thư hàng cười nói: "Đáng tiếc, bạch tiền bối cái kia trong suốt hộp không thể đem đầu người chứa vào bằng không mà nói, kỵ sĩ không đầu thật rất xuất khí." so với hắn hiện tại cổ tay võ sĩ tạo hình đẹp trai hơn nhiều. Tống thư hàng đem khối kia phiến đá ném vào đến Hạch Tâm Thế Giới, sau đó tại Cửu Châu nhất hào quần, bên trong tuyên bố tin tức nói, các vị tiền bối, đã tất cả mọi người nghĩ muốn hiểu rõ, thiên kiếp đạn đạo, uy lực và số liệu, như vậy, không đúng hẹn cái thời gian đến Giang Nam Đại học thành đi. Ta hướng Bạch tiền bối xin ba cái thiên kiếp đạn đạo, đến lúc đó đại gia hẹn thời gian, hẹn bí ẩn địa điểm, bố trí lại tốt kết giới cùng đi nghiên cứu thiên kiếp đạn đạo, uy lực, khảo thí nó số liệu. Mặt khác, ta chỗ này còn có, độ kiếp chuyên gia, nghiên cứu bạo tạc chuyên gia, bị ngạn ma quân ở đây, vị tiền bối này đối với thiên kiếp, bạo tạc có cực sâu hiểu rõ cùng nghiên cứu, có thể nói chính là nghiên cứu thiên kiếp đạn đạo, phương diện chuyên gia. Thế nào, ước không ước, một tay tốc độ viết chữ chậm chạp, đặc biệt là dài như vậy một đoạn văn. Đem đoạn văn này phát ra ngoài về sau, Tống Thư Hàng nhéo nhéo cái cầm, tại sao ta cảm giác ta phát đoạn văn này đặc biệt giống như là một chút gà rừng đại học chiêu sinh quảng cáo. Một chút gà rừng đại học quảng cáo chính là cái này xáo lộ chúng ta có cường đại nghiên cứu thiết bị, chúng ta có cường đại giáo viên lực lượng, chúng ta lấy phụ mẫu chi tâm đến dưỡng dục hài tử. Ha ha ha, Tô thị A thập lục bị chọc cười. Mà lúc này, Cửu Châu Nhất Hào quần, bên trong đạo hữu nhìn thấy Tống Thư Hàng tin tức về sau, lập tức sướng sờ từ bạch tiền bối nơi đó đến xin đến ba cái thiên kiếp đạn đạo. Phòng thiên khó trách bạch tôn giả rõ ràng từ tối hôm qua lên liền bắt đầu độ kiếp, nhưng đến bây giờ cũng còn không có nhân tiền hiển thánh. Nguyên lai like bạch tôn giả là đang cầy thiên kiếp. Mặc dù không biết thần thông quảng đại bạch tôn giả là dùng phương pháp gì đem thiên kiếp đạn đạo từ thiên kiếp thế giới ngõ đến hiện thế tới. Nhưng đối với cửu châu nhất hào quần, đạo hữu tới nói, đó là cái tin tức tốt. Ước ước ước, muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá cái thứ nhất đáp lại. Ước ước ước, tạo hóa Pháp Vương nói. Ước ước ước, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Ước, ước ước ước, lệ chi tiên tử đối hiện đại hóa thiên kiếp uy lực cũng rất tò mò. Sau đó là một nhóm lớn, ước ước ước, ước, ước hồi phục. Cửu châu nhất hào quần bên trong, cơ hồ gần nửa thành viên đều biểu thị muốn ước. Bất kể có phải hay không là gần đây muốn độ kiếp, dù sao khoảng cách gần cảm thụ một chút thiên kiếp đạo đạn uy lực không có sai. Tại phía xa Linh Điệp đảo, Linh Điệp tôn giả, đang chuẩn bị đồng dạng hồi phục một cái, ước ước ước, thời điểm, đột nhiên nhìn thấy bên người, nữ nhi của hắn cười ha hả đeo tấm bản đồ. Vũ Nhu Tử đoạn đồ góc độ đặc biệt bồng. Phía trên nhất là tống thư hàng hé mở phần mềm chất ảnh chân dung thêm bá đao tống nhất biệt danh, nói chuyện phím nội dung bên trong chỉ có mấy chữ, thế nào, ước không ước, sau đó, phía dưới là cửu châu nhất hào quần bên trong tất cả đạo hữu hồi phục. Bởi như vậy, vũ nhu tử screenshot thoạt nhìn là dạng này. Audio điện tử võ tấn bền. Bá đao tống nhất, thế nào, ước không ước. Muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá, ước ước ước. Tạo hóa pháp vương, ước ước ước. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, ước ước ước. Lệ chi tiên tử, ước ước ước. Các nhóm lớn đạo hiếu ước ước ước. Vũ Nhu Tử vui vẻ đem cái này trương screenshot bảo tồn lại, thu nhập đến nàng tài liệu trong kho. Cuối cùng, nàng còn thật sâu cảm thán nói tống tiền bối tại quần bên trong thật đúng là được hoan nghênh A. À. Luôn cảm giác tất cả mọi người ưa thích tống tiền bối đồng dạng. Linh Điệp tôn giả cứng đờ, yên lặng thu hồi mình điểm đang nói chuyện thiên giới mặt ngón tay, kịp thời bảo vệ mình tiết tháo. Cửu Châu nhất hào quần bên trong. Tống thư hàng lại hỏi, "Tiền bối kia nhóm, chúng ta hẹn thời gian đi. Thứ hai đến thứ sáu, ta ban đêm đều có rảnh. Sau đó thứ bảy cùng chủ nhật ta toàn bộ ngày đều có rảnh. Ta bây giờ đang ở Giang Nam Đại học thành, vị trí đợi mọi người đến đây đi. Còn nghiên cứu, thiên kiếp đạn đạo, địa điểm, ta đi thỉnh giáo Hạ Bỉ Ngạn Ma Quân tiền bối đi, hắn hẳn là có địa điểm thích hợp." Hoàng Sơn Tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, thời gian phương diệt, càng nhanh càng tốt quần bên trong có vài vị đạo hữu độ kiếp sắp đến, cho nên không bằng thời gian liền định vào ngày mai đi. Ngày 11 tháng 9, thứ tư 6 giờ tối, tại Giang Nam Đại học phụ cận tập trung. 8 giờ tối, đúng giờ bắt đầu, thiên kiếp đạn đạo, nghiên cứu. Bắc Hà Tán Nhân, ta không có vấn đề. Diệt phượng công tử, mặc dù hơi nhỏ sự tình, bất quá có thể đầy đầy. Ta cũng có thể đến. Không có vấn đề, mặc dù đường xá có chút xa, nhưng ta có thể chạy trở về. Lệ chi tiên tử đạo, nàng gần nhất chạy đến quá không đi chơi. Bất quá bây giờ chạy về nhà, ngày mai 8 giờ trước có thể chạy trở về. Cửu châu nhất hào quần bên trong cái khác tiền bối đồng dạng nhau nhau biểu thị có thể kịp thời đuổi tới. Cứ như vậy, thời gian liền đã xác định. Lúc này, cực ít hiện thân thất tu tôn giả thoáng hiện, lên tiếng nói ta bây giờ đang ở giang nam địa khu phụ cận vừa vặn, bá đao tống nhất, thư hàng tiểu hiếu, người bây giờ tọa độ ở đâu. Ta đi qua tìm ngươi một chuyến, có kiện bảo vật phải trả cho ngươi. Thất Tu Tôn giả đồng dạng là sắp độ kiếp tiền bối, giống như Linh Điệp Tôn giả, hắn cũng là uy tín lâu năm tôn giả, gần nhất trăm năm qua, một mực tại vì độ kiếp làm chuẩn bị. Thất Tu tiền bối chờ một lát, ta đem tọa độ cùng hưởng cho ngươi. Tống thư hàng trả lời, đồng thời đem mình thời gian thực vị trí cùng hưởng một cái cho Thất Tu Tôn giả. Lại nói Thất Tu tiền bối có bảo vật phải trả cho mình. Bảo vật gì? tống thư hàng không nhớ rõ mình có bảo vật gì cấp cho qua thất tu tiền bối a thu đến ta lập tức liền đến thất tu tôn giả trả lời ok tống thư hàng hồi phục xong thất tu tiền bối về sau thu hồi điện thoại sau đó hắn xoa cằm một mặt trầm tư hình a thập lục nháy nháy mắt đang suy nghĩ gì đấy tống thư hàng không có việc gì ta lại đột nhiên cảm giác chúng ta quần hỏa phong không đúng lắm bình thường tới nói phổ thông quần bên trong đại gia có thời gian rảnh, quần thành viên đều là ước đi ra tìm một chỗ ăn cơm, tâm sự cái gì. Chúng ta quần bên trong có thời gian rảnh, lại muốn hẹn thời gian cùng địa điểm, hủy đi cái thiên kiếp đạn đạo chơi đùa. Tô Thị A thập lục, làm thất tu tôn giả biến thành độn quang lóe lên mà hiện thời, tống thư hàng chính sứ dùng, ngự đao thuật cùng Tô Thị A thập lục tiến hành đối luyện. Có trước đó, ngự đao phi hành, kinh nghiệm về sau, học tập, ngự đao thuật muốn thuận tay rất nhiều. Tống Thư Hàng chỉ là thử tay nghề mấy lần, liền nắm giữ, ngự đao thuật. Lúc này Tống Thư Hàng chính tập trung tinh thần lực, toàn lực ngự đao. Trong hư không áo giáp trạng thái, bảo đao phách toái, hóa thành huyễn ảnh, trong hư không xê dịch, cùng A Thập Lục đoàn đao chiến thành một đoàn. Bất quá tràng diện bên trên, Tô Thị A Thập Lục chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, nàng đoàn đao luôn luôn có thể lấy xảo trá góc độ đánh lui Tống Thư Hàng bảo đao, sau đó chém về phía Tống Thư Hàng bản thể đoàn đao chém về phía tống thư hàng thời điểm, không có lưu tình, ngược lại đao ý tăng vọt, trực tiếp chạm ở trên người hắn. Tống thư hàng trên thân, đao ý khôi giáp hiển hiện, đem A thập lục đoàn đao công kích ngăn lại. Loại huấn luyện này phương pháp là tống thư hàng chính mình nói lên. Muốn mau chóng quen thuộc, ngự đao thuật, biện pháp tốt nhất, liền là tìm một cái đối thủ, đồng dạng dùng ngự đao thuật tiến hành luyện tập. Đồng thời, chỉ có A thập lục nhắm ngay bản thể của hắn tiến hành công kích, cảm giác nguy cơ dưới, hắn ngự đao thuật mới có thể càng nhanh nắm giữ. Đồng thời, cũng chỉ có dạng này, hắn có thể góp nhặt phương diện này kinh nghiệm chiến đấu, vạn nhất về sau cùng tu sĩ khác đấu phi kiếm, cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Thứ ba thập lục đao, Tô Thị A thập lục lên tiếng nhắc nhở. Ừm chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi, Tống Thư Hàng nói. Lại nói, Tô Thị A thất ngự đao thuật Nguyệt Quang vận hành, vốn là lặng yên vô tức, như Nguyệt Quang hư ảo, tống thư hàng hiện tại áo giáp hình phách toái cũng thành công làm được hư ảo im ắng chỉ là bởi vì thể tích hơi lớn chút huyễn ảnh thể tích cũng lớn một chút nhưng tổng thể tới nói ngựa đao nguyệt quang tu luyện coi như thuận lợi đúng nếu như ta đang sử dụng một chiêu này ngựa đao thuật thời điểm không rót vào mình đao ý mà là rót vào công đức xả mỹ nhân đao ý sẽ như thế nào tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng công đức xả mỹ nhân cùng hắn là một thể chỉ cần Tống thư hàng nguyện ý, đao của nàng ý cũng có thể bị Tống thư hàng điều khiển. Có lẽ có thể thử một chút. Tống thư hàng vẫy tay, áo giáp hình bảo đao phách toái bay trở về, trôi nổi tại bên cạnh hắn. Sau đó hắn khẽ vươn tay, bắt lấy áo giáp chân lay động, trên đó, khôi giáp đao ý tán đi. A, à, nguyên lai là đao a, ta còn tưởng rằng Tống thư hàng tiểu hữu đang luyện tập ngự khải thuật. Thất tu tôn giả cười nói. Thất tu tiền bối vẫn là như cũ đặc biệt xuất khí. Hắn chỉ là chắp tay đứng tại cái kia, lại làm cho người cảm giác toàn bộ, hư không, đều tại lấy hắn làm trung tâm, đang không ngừng sụp đổ đồng dạng, đây là hắn tu luyện công pháp mang tới đặc thù khí tràng. Tống thư hàng khóe miệng co giật, thở dài nói tiền bối người tới rồi, lại nói tiền bối trước người tại quần thảo luận phải trả cho ta bảo vật là cái gì. Thư hàng tiểu hữu ngươi hẳn là quên vật này rồi, thất tu tôn giả cười ha ha, lấy ra một cái hồ lô, đưa cho tống thư hàng. Tống thư hàng đưa tay tiếp nhận cái này hồ lô, Vệ hồn yêu hồ. Chương 1052, Thất tu tôn giả nằm đao. Đây chính là lúc ấy, đưa tới trong vũ trụ các tu sĩ tranh đoạt, Vệ hồn yêu hồ. Nó nguyên hình là mấy tháng trước, bị Tống thư hàng dùng duy nhất một lần phi kiếm bắn vào vũ trụ tán tu cao thủ, bán hồ đạo nhân cùng pháp bảo của hắn hồ lô. Cũng không biết lúc trước bán hồ đạo nhân hồ lô, ở trong vũ trụ đã trải qua biến hóa như thế nào cuối cùng biến thành để các tu sĩ động tâm, vệ hồn yêu hồ, còn dẫn tới rất nhiều tu sĩ đuổi theo đầy vũ trụ duy nhất một lần phi kiếm chạy loạn. Lúc đó, cái này hồ lô cuối cùng rơi xuống tống thư hàng trong tay, lại bị thất tu tôn giả mượn đi, bởi vì trên đó ẩn chứa, cái gì đều có thể bán, khi tức, có thể bằng này tìm tới thần bí cái gì đều có thể bán. Thất tu tiền bối thuận lợi tìm tới vị kia sao? Tống thư hàng hỏi hắn tại thiên kiếp thế giới bên trong khi độ kiếp, Vị kia cái gì đều có thể bán cường thế xâm nhập, còn bán hắn một cái, Bình Thiên Quan cứu được hắn một đầu mạng nhỏ. Thất Tu Tôn giả mỉm cười, cái kia là tự nhiên. Nếu như ta không có gặp gỡ vị kia, vị kia làm sao có thể liên hệ với thư hàng tiểu hữu, đồng thời cùng ngươi hoàn thành giao dịch. Lúc đó, Thất Tu Tôn giả hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cuộc tìm được vị kia, cái gì đều có thể bán cũng thành công mua đến mình muốn bảo vật. Thất tu tôn giả cần độ kiếp bảo vật tại hiện thế sớm đã diệt tuyệt, cũng chỉ có vị này, cái gì đều có thể bán, trong tay mới có hơi hàng tồn. Lúc đầu, ngay lúc đó thất tu tôn giả là muốn mang lấy tống thư hàng cùng đi gặp vị này, cái gì đều có thể bán. Bất quá khi đó vị kia, cái gì đều có thể bán, phất phất tay, biểu thị không cần phiền toái như vậy. Hắn từ thất tu tôn giả cái kia hỏi tống thư hàng đạo hiệu, cũng từ thất tu tôn giả nơi đó đạt được một chút cùng tống thư hàng có liên quan vật phẩm về sau, liền thi pháp khóa chặt tống thư hàng vị trí, cách thiên sơn vạn thủy có liên lạc hắn, cũng thuận lợi hoàn thành một đơn viễn trình giao dịch. Có thể nói, đây là một lần ân cứu mạng, nhân tình này cũng lớn. Không cần khách khí, đem hồ lô giao cho tống thư hàng về sau, thất thu tôn giả cười vỗ vỗ tống thư hàng, nói đến, thật sự là hâm mộ thư hàng tiểu hữu Ngươi không biết, lúc ấy nhìn thấy ngươi, nhân tiền hiển thánh, cùng, huyền thánh, thời điểm, ta khiếp sợ đến mức nào còn có lục tu cái kia một mặt mộng bước bộ dáng, đặc biệt đùa. Nhưng vào lúc này, Tống thư hàng trên người đao ý khôi giáp đột nhiên động nguyên bản một mực là phòng thủ, trạng thái đao ý khôi giáp, đột nhiên đổi thủ làm công. Một đạo hung tàn đao ý đột nhiên tăng vọt, đao ý kéo theo đao khí, ngưng tụ giao uy mãnh sắc bén đao khí, rơi vào thất tu tôn giả trên thân. Thất tu tôn giả trên người đạo bào tự động kích hoạt, tầng tầng lớp lớp phòng ngự trận pháp hiển hiện. hiện đao ý chạm tại phòng ngự trận pháp bên trên, đem thất tu tôn giả tầng ngoài cùng phòng ngự chạm tạo nên một trận gợn sóng. Nhờ có thất tu tôn giả thực lực cao cường, phòng ngự cường đại, mới vô hãi ngăn lại một đao kia. Thất tu tôn giả, ngoài ý muốn, đây quả thật là ngoài ý muốn. Trước đó Tống Thư Hàng cùng Tô thì A Thập Lục đối luyện ngự đao thuật lúc, A Thập Lục đoản đao hết thảy chém Tống Thư Hàng 36 đao nhiều, hắn, đao ý khôi giáp, kỳ thật đã ở vào một cái, điểm tới hạn chính là bởi vì ẩn ẩn cảm ứng được, đao ý khôi giáp, điểm tới hạn, cho nên, trước đó Tống Thư Hàng mới đưa ra trước đình chỉ, ngự đao thuật, đối luyện, nghỉ ngơi trước một hồi đề nghị. Chỉ là không nghĩ tới, thất tu tôn giả tại trên bả vai hắn cái vỗ này, trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ. Thư Hàng tiểu hiểu, người có phải hay không nhìn ta khó chịu? Thất tu tôn giả trầm mặc sau một lúc lâu, nói. Không có chuyện, đây là ngoài ý muốn, tiền bối ngài nhất định phải tin tưởng ta. Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Thất tu tôn giả, vậy tại sao vừa thấy mặt liền phải chặt ta? Nói rất dài dòng, với ta mà nói, đây là một cái bi thương cố sự. Tống Thư Hàng sâu kín thở dài, chỉ chỉ trên người mình đau ý khôi giáp, thất tu tiền bối ngài cảm giác cái đồ chơi này là cái gì? Thất tu tôn giả đánh giá Tống Thư Hàng trên người khôi giáp, nhìn qua tựa hồ là một loại chân nguyên hộ thể kỹ năng nhưng mơ hồ lại có thể cảm ứng được một loại phòng thủ ý tới. Đợi chút nữa, đây là khải ý sao? Không, nó là đao ý, Tống Thư Hàng chân thành nói. Không có khả năng, thất tu tôn giả phủ định hoàn toàn nói, đao chính là trong binh khí bá chủ, đao ý chủ công, làm sao có thể ngưng tụ ra áo giáp bộ dáng. Nhưng nó liền là đao ý, Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, một mặt thổn thức. Thất tu tôn giả chăm chú suy tư thật lâu, người nhất định ngưng tụ hàng giả. Tống thư hàng lệ rơi đầy mặt, cho nên ta mới nói, với ta mà nói, đó là cái bi thương cố sự. Bởi vì cái này thân đau ý khôi giáp, ta kém chút đem ta chính mình đạo hiệu đổi thành bá khải tống nhất. Thất tu tôn giả chăm chú nghiên cứu hạ tống thư hàng trên người đau ý khôi giáp, nó thật là đau ý. Thiên chân vạn xác ngài không tin, ta biểu thị một lần cho ngươi xem một chút. Tống thư hàng đạo, chỉ cần hắn thôi phát đạo ý, đem, đạo ý khôi giáp, toàn bộ quá trình biểu thị một lần, thất thu tiền bối liền sẽ tin tưởng cái này khôi giáp là đạo ý sự thật. Không cần, ta tin tưởng ngươi, thất tu tôn giả nói, cho nên nói, bởi vì nó nhưng thật ra là đạo ý, cho nên ta vỗ nhẹ nhẹ ngươi một cái, liền đưa tới nó phản kích. Khục, đó là cái ngoài ý muốn. Tống Thư Hàng ngượng ngùng nói của ta đạo ý khôi giáp phản kích điều kiện tiên quyết là có một cái, điểm tới hạn, đối với nó công kích đạt tới một cái điểm tới hạn về sau, nó mới có thể chủ động phản kích. Mà ở tiền bối ngài đập ta trước đó, A thập lục chung chặt ta 36 đao. Sau đó, tiền bối ngài đập bờ vai của ta một cái, vừa vặn đập vào đao ý khôi giáp bên trên. Thất tu tôn giả. Cho nên nói, ta đáng chết không may bị chặt đấy. Thất tu tôn giả tâm thật mệt mỏi. Cái kia, cho nên ta muốn nói xin lỗi sao. Tô thị A thập lục cử đi nâng mình tay nhỏ, dù sao chặt tống thư hàng khôi giáp 36 đao là ta chặt. Việc này không trách được tiểu thập lục, thất tu tôn giả thở dài, đáng đời ta không may. Không hổ là tống thư hàng tiểu hữu vậy mà có thể ngưng tụ ra như thế hoang đường khục, có ý nghĩa đao ý. Chúng ta không nói đao ý khôi giáp, đúng, ta vừa rồi nhìn thấy thư hàng tiểu hữu người đang luyện ngự đao thuật, vậy ngươi ngự đao phi hành đã luyện thành sao? Thất tu tôn giả hỏi. Ừm, ngự đao phi hành đã tu luyện thành công tiếp xuống liền là luyện nhiều một chút, soát hạ kỹ năng thuần thuộc giá chỉ tống thư hàng đáp. Như vậy, người chiều kia kéo đao thuật đâu? Luyện sao? Thất tu tôn giả hỏi. Tiền bối, cái kia là dắt đao thuật, không phải kéo đao, tống thư hàng vẻ mặt thành thật hồi phục. Đều như thế, chiều kia đao độn chi thuật tốc độ không tệ, người không cần nhắc luyện một chút sao? Thất tu tôn giả đạo bằng lương tâm nói, ngoại trừ tư thế kỳ hoa một điểm, chiều kia dắt đao thuật tốc độ thật rất không tệ sắt đao thuật ta sẽ đi tu luyện, coi như bình thường không dùng được, nhưng thời điểm then chốt có thể sử dụng. Tống Thư Hàng trả lời, tư thế kỳ hoa cái gì có quan hệ gì, chỉ cần có thể ở lúc mấu chốt bảo mệnh, tư thế lại kỳ hoa cũng không có việc gì. Nếu không ngươi bây giờ liền luyện một chút, ta ở phía dưới thay ngươi nhìn xem, thuận tiện chỉ đạo ngươi một cái. Thất tu tôn giả nói, thất tu tiền bối ngài thật không nghĩ nhìn ta việc vui ý tứ. Tô Thị A thập lục nhìn đồng hồ, khoảng cách buổi chiều khóa còn có chút thời gian. Đi qua đi ngang qua, cũng không nên bỏ lỡ. Đây là thất phẩm đại tôn giả hiện trường chỉ đạo, qua hôm nay, ta ngày mai liền không nhất định có tâm tư chỉ đạo ngươi tu luyện kéo đao thuật. Thất tu tôn giả cười ha hả nói, cần phải suy nghĩ thật kỹ nha, mà lại ta có thể nhắc nhở ngươi, chiều kia dắt đao thuật ta cũng thoáng nghiên cứu từng cái điểm điểm. Dù sao nó rất thú vị, so với bình thường ngự đao phi hành đến, nó càng thích hợp người mới học, nó không cần lo lắng bình ổn vấn đề. Mà lại, ta còn nghiên cứu ra mấy cái để dắt đao thuật càng phù hợp không khí động lực học, thể lưu tính toán kéo đao góc độ." Thất tu tôn giả nói. Thành giao, nhưng là ta có một điều thỉnh cầu." Tống thư hàng cơ chí nói, "Ta muốn mời thất tu tiền bối ngài tự mình trước cho ta làm mẫu một lần được chứ?" A thập lục vừa rồi đều là dạng này dạy ta, nàng trước làm mẫu mấy lần, sau đó lại tinh tế cùng ta giảng giải lý luận cứ như vậy, ta rất nhanh liền có thể học được rắt đao thuật. Thất tu tôn giả mỉm cười, có gì không thể, bản tôn còn có thể cho từ từng cái khác biệt góc độ đến cấp người biểu thị một chiêu này rắt đao thuật diệu dụng. Sau đó, tôn giả vỗ tay phát ra tiếng. Sau một khắc, tống thư hàng cùng tô thị A thập lục con mắt tối sầm lại, ngay sau đó sáng lên. Sau đó, thư hàng cùng thập lục phát hiện mình ở vào một cái cự đại trong thạch thất. Chân thực huyến tượng, tin tưởng thư hàng tiểu hữu cũng không lạ lẫm a à. Nơi này chính là ta, chân thực huyến tượng, chi cổ mộ thế giới, thất tu tôn giả đạo, hắn tại quần bên trong nghe nói qua, tống thư hàng từng trải qua mấy lần bạch tôn giả, chân thực huyến tượng. Xuất lời, thất tu tôn giả lại đưa tay quét ngang, trong hư không xuất hiện 10 cái tóc vàng đại mỹ nhân. Những này tóc vàng đại mỹ nhân tất cả đều mặc màu xanh nhạt phái dài, trên đó thêu lên hình vẽ con bướm. Mái tóc dài của các nàng đều như hoàng kim tạo thành tơ vàng, tản ra chói sáng quang trạch. Lục tu tiên tử, Tống Thư Hàng nhìn qua những này tóc vàng đại mỹ nhân, những này toàn bộ là lục tu nha. Không sai, tiếp xuống liền từ các nàng cho Thư Hàng tiểu hữu biểu thị, dắt đao thuật đi. Lục tu từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng là bản tôn một bộ phận, nàng đến làm mẫu dắt đao thuật liền là bản tôn tại tự mình làm mẫu. Nếu như người cảm giác lục tu không thích hợp người thẩm mỹ quan, ta chỗ này còn có tứ tu, phiên bản, bất quá tứ tu là bạch ngọc sư tử bộ dáng không phải hình người từ nó đến làm mẫu rắt đao thuật không quá thích hợp ngươi học tập thất tu tôn giả mỉm cười nói mẹ nó gương càng già càng cay sau một khắc chân thực huyến tượng bên trong cái kia mười cái lục tu tiên tử trong tay huyến hóa ra bảo đao các nàng thi triển rắt đao thuật đằng không mà lên thế giới này quả nhiên là cái nhìn nhan đáng giá thế giới lúc trước cái kia tóc đỏ linh hoàng sử dụng rắt đao thuật lúc áp chế phát nổ nhưng lục tu tiên tử sử dụng rắt đao thuật lúc, lại làm cho người cảm giác được cảnh đẹp ý vui. chương 1053, học tốt toán lý hóa mang người trang tất mang người bay. Thất tu tôn giả thông qua chân thực huyến tượng vì tống thư hàng sinh động lên bài học, các loại ý nghĩa, các loại phương diện. Lúc này, tại thất tu tôn giả chân thực huyến tượng của mộ trong thế giới, hơn 10 cái lục tu tiên tử sử dụng, rắt đao thuật, bay tới bay lui, hướng tống thư hàng biểu hiện ra dắt đao thuật thi triển các loại góc độ hình tượng này đẹp mắt vô cùng đồng thời thất tu tiền bối bắt đầu hướng tống thư hàng giảng giải dắt đao thuật một chút tiểu kỹ xảo thất tu tiền bối không hổ là để quần bên trong đạo hữu khác đều sùng bái đại tiền bối kiến thức của hắn dự trữ cực kỳ phong phú thông kim bác cổ quả thực là học phách bên trong tàu con thoi hình người thư viện sắt đao thuật lý luận từ hắn giảng giải thông tục dễ hiểu không chỉ có như thế, thất tu tôn giả trả lại bản này dắt đao thuật phối một đầu toán học công thức. Ăn lấy thất tu tôn giả thiết định công thức, Tống thư hàng chỉ cần đem mình bảo đao phách toái thể tích cùng đến lúc đó dắt đao thuật sinh ra độn quang diện tích, cùng tự thân thể trọng, thân cao, thể rộng mấy theo, thay vào đến đầu này số liệu công thức bên trong, thông qua công thức tính toán, liền có thể đạt được tự thân sử dụng dắt đao thuật lúc chính xác nhất, phù hợp nhất không khí động lực học tư thế đang nghe thất tu tiền bối giảng giải đầu này công thức lúc dưới đáy tống thư hàng cùng tô thị a thập lục toàn bộ hành trình bảo trì chấn kinh trạng thái hai người liếc nhau một cái thất tu tiền bối là đang giảng ngự đao phi hành sao tại sao ta cảm giác hắn tại lên cho ta toán học cùng vật lý khóa đầu này công thức để cho ta không lời nào để nói vọng thiên nguyên lai like cái này dắt đao thuật còn có thể như thế học vọng thiên nguyên lai like tu chân còn có thể dạng này tu Vọng thiên, toán học cùng vật lý học tri thức lại còn có thể như thế dùng. Thất tu tiền bối giảng giải rắt đao thuật quá trình. Lần nữa đem tống thư hàng đáng thương, tu chân thế giới quan đẩy một lần. Ai nói toán học vô dụng? Toán học vô dụng luận đang khóc a. À. Không hào hào học tập toán học, liền tu chân đều không cách nào tu đấy. Tống thư hàng cảm giác hiện tại tu chân cùng hiện đại hóa tri thức kết hợp đã là cái đại xu thế. Không chỉ có là thiên kiếp tại hiện đại hóa liền các tu sĩ cũng đều tại rất nhanh thức thời. Tương lai, nếu như không hào hào học tập, coi như có được tiểu thuyết nhân vật chính khí vận, cũng có thể là nửa bước khó đi. Đánh cái so sánh, có người giống tiểu thuyết nhân vật chính đồng dạng, không cẩn thận rớt xuống vách núi nhặt được tu chân bí tịch, lật ra xem xét, lại phát hiện bên trong tràn đầy các loại phức tạp toán học công thức, vật lý tri thức, năng lượng chuyển đổi nguyên lý cái gì, xem xét liền mộng bức. Nói không chừng, tương lai liền vận chuyển chân khí lộ tuyến đều sẽ công thức hóa. Nếu như toán học không tốt, tính sai công thức, vận chuyển chân khí phạm sai lầm, khả năng liền tẩu hỏa nhập ma. Chúng ta học cặn bã, đang run rẩy a. Thất tu tôn giả giảng giải hoàn tất, mặt mỉm cười nói thế nào. Thư hàng tiểu hữu, tiểu thập lục, ta giảng nội dung, các người đều nhớ kỹ sao. Tôn giả đối với tống thư hàng cùng tô thì A thập lục một mặt biểu tình khiếp sợ rất hài lòng, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Đều nhớ kỹ, Tống thư hàng nói, có đầu này công thức về sau, học tập rát đao thuật độ khó hạ xuống không chỉ gấp 10 lần. Cái này sóng không lỗ, coi như một hồi về sau, hắn tu luyện rát đao thuật, lúc tư thế lại so với so sánh áp chế, cũng đáng. Đơn giản muốn quên đều quên không được. Tô thị A thập lục đạo, nàng vốn chỉ là tùy tiện dự thính một cái thất tu tôn giả tại giảng giải rát đao thuật lúc không có tránh cùng nàng, liền đại biểu cho tôn giả ngầm đồng ý nàng có thể học tập cái này rát đao thuật thế là nàng cũng thuận theo tự nhiên, ngồi xuống dự thính. Nhưng bây giờ, cái này kéo đao thuật lý luận cùng thất tu tiền bối thiết định đầu kia công thức, có độc đồng dạng lạc ấn tại nàng não hải, vùng đi không được. Như vậy, thư hàng tiểu hữu người có cái gì cảm tưởng sao? Thất tu tôn giả hỏi. Hắn hy vọng tống thư hàng không chỉ có là đem hắn giảng giải đồ vật nhớ kỹ, càng phải học được suy một ra ba, từ đó lĩnh ngộ ra thuộc về mình kiến giải. Cảm tưởng, tống thư hàng xoa cầm, nhìn qua bay múa đầy trời lục tu tiên tử, chân thành nói, ừm, um, ta cảm giác đẹp mắt. Như thế một đoàn lục tu tiên tử bay tới bay lui, nhìn tựa như là rất nhiều mỹ nhân ngư đang du động, hình tượng này so với loại kia chứ ở hòm thủy tinh bên trong cá kiểm muốn trông tốt nhiều. Tô thị A thập lục. Thất tu tôn giả, tin hay không bản tôn một đao chặt phân ngươi. Khục, ta nghĩ nghĩ, cảm giác lợi dụng số liệu cùng công thức đến tính toán phi hành tư thế, so với dĩ vãng toàn bằng người kinh nghiệm đến hoạt động cả phi hành góc độ đến muốn càng thêm tinh chuẩn hiện đại khoa học cùng tu chân kết hợp đã là một loại đại xu thế hồi tưởng một chút lúc có thể phát hiện cửu châu nhất hào quần bên trong rất nhiều các tiền bối gần nhất đều tại nếm thử tiến hành thí nghiệm tương tự tu chân cộng khoa học thỏa tống thư hàng nói thất tu tôn giả gật đầu nói coi như qua đi như vậy tiếp đó thừa dịp thời gian còn sớm thư hàng tiểu hữu bắt đầu người biểu diễn tu luyện đi. Tống Thư Hàng khóe miệng âm thầm co quắp dưới. Hít sâu, điều chỉnh tinh thần của mình trạng thái cùng chân khí trạng thái, sau đó hắn lần nữa rút ra bảo đao phách toái, đem đao lập tức. Rắt đao thuật, Tống Thư Hàng khẽ quát một tiếng, tiên thiên chân nguyên cùng đao ý đồng thời rót vào đến bảo đao phách toái bên trong. Đao ý nở rộ, bộ kia, đao ý khôi giáp, lần nữa hiển hiện, đem phách toái đao bao quanh bao khỏa đồng thời bảo đao bên trên có một tầng độn quang hiện hình, cái kia là rát đao thuật độn quang, hiện lên, nhọn toa, hình dạng, bao phủ tại đao ý khôi giáp cạnh ngoài, trên đó có tị phong, thủy, hỏa, thổ, lôi năm loại trận pháp hiệu quả. Lúc này, Tống Thư Hàng tay phải nắm thật chặt, chuôi đao, cũng chính là đao ý khôi giáp, hộ thối, vị trí. Kỳ thật đến một bước này mới thôi, Tống Thư Hàng bộ dáng vẫn là man soái Lấy người đứng xem góc độ đến xem, Tống Thư Hàng đầu tiên là tay phải sách đao, đem đao lập tức. Tiếp lấy mặc niệm dắt đao thuật, trên thân đao bộc phát quang mang, hóa thành một bộ sắt thép tạo thành khôi giáp. Toàn bộ quá trình nhìn, tựa như là bảo đao phách toái biến thân, còn rất khốc. Nhưng mà, anh Tuấn hình tượng dừng ở đây. Sau một khắc, bảo đao phách toái, siêu, một cái, đột nhiên phóng lên tận trời, Tống Thư Hàng một cánh tay nắm lấy chuôi đao, bị kéo lấy cất cánh. Đao phía trước nói đúng ra, là một bộ hình người khôi giáp ở phía trước bay lên, Tống Thư Hàng nắm lấy khôi giáp cước bộ, bị kéo lấy bay lên. Hình tượng này, đặc biệt vui cảm giác. Phòng thiên, tốc độ làm sao nhanh như vậy, Tống Thư Hàng đều bị giật nảy mình, cái này, kéo đao thuật, cất bước không chút nào phân rõ phải trái, cùng một chỗ bước liền trực tiếp bão tố đến cao nhất tốc độ, đều không mang theo giảm sóc. Tư thế, điều chỉnh người chính mình tư thế, vận dụng rắt đao thuật công thức, căn cứ người chính mình thể trọng, hình thể cùng bảo đao phách toái sinh ra, độn quang, diện tích, đến hoạt động chỉnh ngươi tư thế. Thất tu tôn giả thanh âm vang lên. Tốc độ quá nhanh, ta cái này còn không có tới cùng điều chỉnh nha. Tống Thư Hàng cười khổ nói. Nói xong, Tống Thư Hàng trong đầu suy tư thất tu tôn giả công thức, đại não nhanh chóng chuyển vận, trong nháy mắt tính toán ra thích hợp cho hắn nhất góc độ. Tại, dắt đao thuật, vận chuyển đồng thời, Tống Thư Hàng tư thế không ngừng điều khiển tinh vi, điều chỉnh đến tốt nhất tư thế cơ thể. Ngay tại hắn bày ra thích hợp nhất chính mình tư thế lúc, rắt đao thuật tốc độ lại tăng lên một mảng lớn. Mặc dù tư thế áp chế một chút, nhưng một chiêu này dùng để chạy trốn thật rất không tệ. Nếu như ta bị người vây quanh lời nói, chỉ cần kết hợp A thất tiền bối, đao độn bá vương, liền có thể trước cưỡng ép xô ra vây quanh của người khác. Lại vận chuyển rắt đao thuật trong nháy mắt chạy xa, đột phá vòng vây về sau, còn có thể tìm một cơ hội lại dùng rắt đao thuật vọt trở về, đổi về đao độn bá vương trùng sát một trận. Tống Thư Hàng trong lòng suy tư nói. Mặc dù dùng đến một bộ này đào mệnh chi pháp tỷ lệ rất nhỏ, dù sao nói lên bảo mệnh, hắn còn có càng bổng, hạch tâm thế giới có thể lựa chọn. Trừ phi là bị địch nhân thiết hạ bẫy dập, hạch tâm thế giới bị che đậy, lại bị người đoàn đoàn bao vây bất quá loại này tỷ lệ quá nhỏ. Lại nói, loại kia có thể che đậy hạch tâm thế giới cường giả, một ngón tay liền có thể triển chết hiện tại Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng trên không trung bay một vòng về sau, vững vàng hạ xuống về mặt đất. Mặc dù tư thế áp chế một chút, bất quá lúc phi hành cảm giác còn rất không tệ. Bay rất ổn, mà lại tốc độ cũng rất nhanh. Khuyết điểm duy nhất liền là luôn cảm giác mình sẽ rơi xuống đồng dạng, phi hành trên đường, ta một mực lo lắng cho mình vạn nhất bắt không được chui đao, có thể hay không bị ném đi ra ngoài. Tống Thư Hàng thu hồi bảo đao phách toái, nói. Rất không tệ, Thư Hàng tiểu hữu người tại, đao đạo, bên trên thiên phú quả nhiên cực dai thất tu tôn giả mỉm cười nói tô thị a thập lục phất phất tay cơ người sử dụng rát đao thuật lúc ảnh chụp ta cũng vỗ xuống tới muốn đơn độc phát ngươi vẫn là phát quần bên trong trước hết để cho ta xem một chút lại nói tống thư hàng tiến tới tô thị a thập lục bên người rát đao thuật hắn tư thế không tốt lắm nếu như quá áp chế cũng không cần truyền đến quần bên trong tô thị a thập lục mở ra album ảnh đem nàng đập ảnh chụp phóng xuất thập lục chụp hình góc độ rất tuyệt, có lẽ cùng nàng học qua vẽ tranh có quan hệ, nàng luôn luôn có thể bản năng chụp hình đến tuyệt nhất hình tượng. Điện thoại di động của nàng trong tấm ảnh chụp hình đến tống thư hàng, vậy mà lộ vẻ rất xuất khí. Nhìn trong hình, căn bản nhìn không ra tống thư hàng là bị đao kéo lấy bay. Trên tấm ảnh tống thư hàng, nhìn qua phảng phất là cô áo giáp trạng, bảo đao phách toái, đạp không mà đi, có loại không nói ra được khóc. Đây quả thật là ta sao? Cho nên, đây chính là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cùng người bình thường đánh ra tới ảnh chụp khác nhau à. ha. Truyền truyền truyền, Tống thư Hàng cười nói, để Cửu Châu nhất Hào quần, bên trong các tiền bối xem hắn, dắt đao thuật, xuất khí bộ dáng đi. Thất Tu tôn giả cũng đưa đầu tới, nhìn một cái, sau đó trầm mặc. Cái này ảnh chụp thật không có PS qua sao? Tô thị A thập lục chỉ tay một cái, đem Tống thư Hàng tu luyện dắt đao thuật ảnh chụp truyền đến Cửu Châu nhất Hào quần bên trong bắc hà Trân quân thư hàng còn tại luyện ngự đao phi hành chiêu này là cái gì hẳn là thất thu tiền bối nói dắt đao thuật đi liền là chiêu kia đao phía trước người ở phía sau ngự đao pháp lệ chi tiên tử nói không đúng nếu là dắt đao thuật tống thư hàng tiểu hữu không nên như thế khốc mới đúng cảm giác không đúng chỗ nào dáng vẻ cuồng đao tứ lãng nói một lát sau cuồng đao tứ lãng phát một chương hình ảnh hắn đem tống thư hàng trong tay, áo giáp trạng bảo đao phách toái, bê thành một cái cự đại hình vuông trùy, lại phối thiểm điện. Lại đem ảnh chụp góc độ xoay tròn một cái. chương 1054, ngàn dặm một đao muốn địch mệnh lặn lội đường xa đoạt bảo đao. Cuồng đao tứ lãng, vốn định P đem dài 4 mét đại khảm đao đi lên, nhưng là tài liệu trong kho chỉ có trùy, đành phải P cái trùy đi lên. Vì đền bù một chút, ta còn P một chút lôi điện đi lên. Đáng tiếc vừa rồi Vũ Nhu Tử tiểu hữu không online, nếu không lấy nàng kỹ thuật, P đi ra đồ nhất định càng diệu. Nói tóm lại, mới là trong lòng ta, rắt đao thuật. Cuồng đao tứ lãng hài lòng nói. Vân Du Tăng thông huyền, ngón tay cái biểu lộ. Lệ chi tiên tử, mặc dù cảm giác tam lãng rất tìm đường chết, nhưng nhìn thấy cái này đồ lúc, ta không tự chủ được cười. Diệt phượng công tử cùng, mặc dù cảm giác có chút có lỗi với thư hàng tiểu hữu nhưng bộ dáng này hoàn toàn chính xác mới cùng, rất đao thuật, càng phối. Ta cảm giác rất tuyệt, 2333. Bắc Hà Trân Quân lại nói, bộ dáng này cùng tạo hình làm sao có chút quen mắt, ta có phải hay không ở đâu nhìn qua. Ta tiện tay một p như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp. Cuồng đao tứ lãng nói, bá đao tống nhất, phất tay biểu lộ lệ chi tiên tử. Diệt phượng tiền bối, cuồng đao tam lãng tiền bối, bạn tận. Nói trắng ra là, các ngươi liền là ghen ghét ta anh Tuấn phong cách. Đúng, diệt phượng tiền bối, ta gần nhất học được không ít kỹ năng, đến mai ngươi chừng nào thì tới. Sớm một chút tới, chúng ta tới trao đổi hạ CPU đi. Ta muốn thử xem có thể hay không một hơi đem ngự đao phi hành cùng ngự đao thuật mấy cái này kỹ năng cho luyện đến đại thành cảnh giới. Đến lúc đó, một cái ngự đao thuật ra ngoài, ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp, ngẫm lại đều mang cảm giác. Diệt phượng công tử, nằm thảo, kém chút quên mình còn thiếu tống thư hàng Ba lần CPU tu luyện cơ hội. Phi phi phi, CPU cộng lông A, cái kia là thiên phú của hắn năng lực, hắn cũng không phải máy tính. Mỗi lần cho tới đề tài này, đều sẽ bị tống thư hàng mang tiết tấu. Còn có A, diệt phượng tiền bối, người cũng nhanh lên tấn cấp đi. Tống thư hàng chân thành nói, người nhìn ta hiện tại cũng tứ phẩm cảnh giới, như tiếp qua mấy năm hoặc mấy chục năm, chờ ta cũng tấn thăng ngũ phẩm cảnh giới thời điểm, lại tìm ngươi mượn CPU đều không có ý nghĩa. Diệt phượng công tử, phất tay biểu lộ bản tận, vọng thiên, toàn bộ cửu châu nhất hào quần, đạo hữu đối người tấn cấp tốc độ đều đã tuyệt vọng có được hay không. Diệt phượng công tử, bá đao tống nhất, mặt khác hiếu nghị nhắc nhở ngươi, coi như ngươi bây giờ đem, ngự đao thuật, luyện đến cảnh giới đại thành, ngươi cũng đừng hòng ngàn dặm bên ngoài lấy địch thủ cấp tứ phẩm tu sĩ năng lượng trong cơ thể vẫn là tiên thiên chân nguyên, trạng thái, năng lượng, chất, cường độ không đủ. Lấy người bây giờ tứ phẩm sơ kỳ cảnh giới, có thể ngự đao tại ngoài ngàn mét lấy địch thủ cấp đã rất tốt. Lại xa một chút, ngươi, bảo đao, bay ra ngoài chém địch nhân về sau, có thể sẽ hết năng lượng bay trở về. Đến lúc đó, ngươi còn phải mình chạy tới, thu hồi mình bảo đao. Ha ha ha, tống thư hàng. Siêu, một đao bay ra ngoài, chặt địch nhân đầu về sau, mình lại thí điên chạy tới, đem bảo đao kiếm về. Đây cũng quá áp chế A. À. Cho nên, ít nhất chờ người ngũ phẩm cảnh giới, thể nội tiên thiên chân nguyên, tiến hóa làm linh lực về sau, suy nghĩ thêm, ở ngoài ngàn dặm lấy địch thủ cấp, sự tình đi. Nếu như người cảm giác khó chịu lời nói, tranh thủ năm nay liền tấn thăng ngũ phẩm A. Ha ha ha, diệt phượng công tử tiếp tục đả kích nói. Tống thư hàng. Kỳ thật bảo đao không bay về được vấn đề, nghĩ giải quyết cũng không khó khăn. Lệ chi tiên tử đột nhiên nói. Tống thư hàng, cầu lệ chi tỷ tỷ chỉ điểm. Từ khi hắn lần trước tìm đường chết, bị lệ chi tiên tử quang đại phong xa về sau, hắn cũng không dám lại gọi lệ chi, ma ma. Đã bảo đao không bay về được, vậy liền từ bỏ chứ sao? Ha 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 ha, dạng này, người cũng không cần chạy trước đi qua nhặt bảo đao. Lệ chi tiên tử cười ha ha nói. Tống thư hàng, Diệt Phượng Công Tử, Tô Thị A Thập Lục, Bắc Hà Trân Quân, Lệ Chi Ma Ma, người cũng bị tam lãng tiền bối lây bệnh. Tống Thư Hàng nói, Lệ Chi Tiên Tử, nếu như ngươi vừa rồi tại bên cạnh ta, ta nhất định phải thưởng ngươi một phát đại phong sa. Cuồng đao tứ lãng cả giận nói, cái rắm cái này nổi ta không lưng. Xem ta đạo hiệu, bản tỏa bây giờ gọi cuồng đao tứ lãng. Nói cho các người biết, bản tỏa từ hôm nay trở đi, muốn làm một cái cũng không tiếp tục lãng người nuôi ngựa trẻ củi chu du thế giới từ hôm nay trở đi quan tâm tu chân giới đại sự cùng thế giới thời sự từ hôm nay trở đi bản tọa muốn mặt hướng đại hải xuân về hoa nở đừng nói bản tọa truyền nhiễm tam lãng bệnh đây đã là quá khứ thức tống thư hàng không phải tam lãng bệnh cái kia nếu không đổi thành thứ lãng bệnh bất quá câu nói này hắn không có phát ra ngoài hắn sợ phát ra ngoài phát điên tam lãng tiền bối, siêu, cho hắn gửi một phát thiên ngoại phi kiếm tới. Tạo hóa pháp vương, quán rượu kể chuyện cười, tam lãng nói, từ hôm nay trở đi hắn cũng không tiếp tục lãng. Ha 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 ha, diệt phượng công tử, ha ha ha, lệ chi tiên tử, không được, cái chuyện cười này đâm chúng ta cười điểm. Bắc Hà Trân Quân, ta đột nhiên không tử tế cười. Lạc Trần Trân Quân, ta cũng vậy, tha thứ ta, nhịn không được liền cười tuyết lang động chủ, ta không có cười, ta liền khóe miệng có chút dương lên. Đông phương lục tiên tử, nô ra liền khóe miệng đều không có dương lên, nhưng trong lòng trong bụng nở hoa. Cuồng đao tứ lãng, mẹ nó, tâm thật nhét. Đang lúc quần bên trong các tiền bối điên cuồng soát bình phong lúc, tống thư hàng đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn đưa tay kéo ra nói chuyện phiếm dưới diện, kéo đến ngay từ đầu lệ chi tiên tử nói câu nói kia, xa vào đến trong trầm tư. Một lát sau, tống thư hàng đột nhiên nhãn tình sáng lên hắn đưa tay tại quần bên trong đưa vào nói lại nói vừa rồi lệ chi tỷ tỷ nói phương pháp có lẽ thật có thể thực hiện đã bảo đao bay ra ngoài liền không bay về được vậy liền từ bỏ cái này logic không có tâm bệnh ta cảm giác có thể thử một chút chăm chú không ra trò đùa thư hàng tiểu hữu ngươi chăm chú diệt phượng công tử nói bảo đao dùng một lần ném một thanh tuyết lang động chủ hỏi thư hàng tiểu hữu người nhất định phải như thế hào khí. Một thanh có thể dùng để, ngự đao phi hành, bảo đao, ít nhất cũng phải tứ phẩm trở lên chất liệu. Người thật muốn dùng một lần ném một thanh, qua không được bao lâu ngươi liền phải phá sản. Tạo hóa Pháp Vương nói. Tống Thư Hàng mỉm cười, ý của ta là, chúng ta có thể tại, bảo đao, bên trên làm văn chương. Diệt Phượng Công Tử, nói chuyện đừng bảo là một nửa lưu một nửa, Thư Hàng ngươi gần nhất cùng nho ra người tiếp xúc nhiều lắm, đều lây bệnh thư sinh tật xấu, hằng hòa tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, hắn từ đầu tới đuôi một câu đều không có nói, cái này đều nằm thương. Mà lại chúng ta gọi là nói chuyện, hàm xúc có được hay không? Không phải nói một nửa lưu một nửa, mà là vì chiếu cố mặt mũi của người khác, nói chuyện muốn uyển chuyển. Đây là ngôn ngữ nghệ thuật, mà lại, chúng ta nhau ra một mực đề sướng, thuốc đắng giã tật lợi cho bệnh, lời thật thì khó nghe lợi cho hành. Lúc cần thiết chúng ta cũng là mở miệng trực chỉ bản tâm, giảng khó nghe chung ngôn có được hay không. Lúc này, bác Hà Tán Nhân đột nhiên cũng nhãn tình sáng lên, đợi chút nữa, chẳng lẽ là như thế này. Diệu A, à, thư hàng tiểu hữu một nhắc nhở, ta ngược lại cảm giác lệ chi tiên tử phương án, có lẽ thật đúng là có thể thực hiện. Cho nên, rốt cuộc là ý gì? Tạo hóa Pháp Vương nói. Diệt phượng công tử, lại làm người khác khó chịu vì thèm, ta liền xù lông A. À. Tống thư hàng mỉm cười, bạch tôn giả. bắc Hà Tán Nhân tiếp lời nói, duy nhất một lần phi kiếm, rất đơn giản, đã bay ra ngoài bảo đao không bay về được, vậy liền đổi thành duy nhất một lần nha. bắc Hà Tán Nhân tiếp tục nói, đã bảo đao không bay về được, vậy liền đổi thành duy nhất một lần. Cho nên, nếu như bạch tiền bối, duy nhất một lần phi kiếm, có thể ma đổi thành duy nhất một lần phi đao, ngoài trăm dặm lấy địch thủ cấp, sau khi dùng xong cũng không cần thu về cũng không quan trọng, dù sao là duy nhất một lần đồ vật nha. Có đạo lý, bất quá loại này phương án, có cũng chỉ có gần nhất từ trước đến nay bạch tiền bối ở chung một chỗ thư hàng tiểu hữu có thể nghĩ đến. Lệ chi tiên tử nói. Diệt phượng công tử nghĩ nghĩ về sau, nói, nhưng nơi này lại có cái vấn đề, bạch tiền bối, duy nhất một lần phi kiếm, thuộc về hắn độc môn tuyệt kỹ, những người khác, coi như muốn học cũng học không được. Muốn học, duy nhất một lần phi kiếm, nhất định phải trận pháp, phù văn, ghi khắc cùng thực lực, đều muốn đạt tới bạch tôn giả cảnh giới, mới có thể chế tạo ra, duy nhất một lần phi kiếm tới nhưng nếu như mời bạch tôn giả xuất thủ chế tác, duy nhất một lần phi kiếm, cái kia lại mất đi ý nghĩa. Nói thật, bạch tiền bối chế tác, duy nhất một lần phi kiếm, giá trị, không tại một thanh phổ thông tứ phẩm bảo đao phía dưới. Bắc Hà Trân Quân cũng đúng như thế nào chế tác, duy nhất một lần phi kiếm mới là vấn đề khó khăn không nhỏ. Cho nên, đây cũng chỉ là cái giả thiết. Nếu như Bạch Tôn Giả có thể có thấp phối bản, duy nhất một lần phi kiếm, ký xảo, có thể để cho tống thư hàng tiểu hữu học được lời nói, lệ chi tiên tử vừa rồi nâng lên, dùng một thanh ném một thanh, đề nghị liền có thể thực hiện. Chờ có rảnh đi hỏi một chút bạch tiền bối, nói không chừng hắn thật sự có thấp phối bản, duy nhất một lần phi kiếm, kỹ xảo cũng không nhất định. Tống thư hàng cười nói, bạch tiền bối, duy nhất một lần phi kiếm, đều thăng cấp nhiều như vậy cái hệ liệt, có được thấp phối phiên bản khả năng không nhỏ. Như bạch tiền bối thật có thấp phối bản kỹ thuật, như vậy vấn đề tới. Cuồng đao tứ lãng đưa vào nói, cười ta biểu lộ thư hàng tiểu hữu người hướng bạch tiền bối học kỹ năng này lúc, chuẩn bị nỗ lực cái gì học phí đâu. Có nỗ lực mới có hồi báo, cho tới nay, cửu châu nhất hào quần bên trong đều kiên trì cái này lý nhiệm. Bá đao tống nhất, phọng thiên, một mặt mộng bức, nói đến ta còn thiếu bạch tiền bối một không gian pháp khí linh thạch, ta cũng không biết muốn làm sao trả khoản này nợ khổng lồ. Hắn từ bạch tiền bối cái kia mượn tới bát, cửu phẩm linh thạch, toàn bộ bị vị kia cái gì đều có thể bán lấy đi, đổi thành cái kia đỉnh, bình thiên quan. Lúc đó Tống Thư Hàng căn bản không kịp có kè mặc cả, liền mạng nhỏ đều nhanh khó giữ được tình huống dưới, coi như tam lãng bệnh nặng hơn nửa người, cũng sẽ không có kè mặc cả. Vị kia cái gì đều có thể bán muốn thu bao nhiêu tiền, Tống Thư Hàng cũng chỉ có thể giao bao nhiêu. Mà lại nói lời nói thật, cái này, bình thiên quan, giá trị tuyệt đối cái giá này. Chỉ cần đeo nó lên, công đức xà mỹ nhân có thể hóa thân thành, nữ đế hình thức, cứng rắn bổ bom hydro thiên kiếp. Ngay lúc đó công đức xà mỹ nhân trạng thái, hẳn là có công đức chi quang, đối thiên kiếp công kích tăng thêm. Nhưng cái này bình thiên quan, tuyệt đối là cái tinh phẩm trí bảo. Cuồng đao tứ lãng, một không gian pháp khí linh thạch. Cho nên, tống thư hàng tiểu hữu đây là, nợ nhiều không lo tiết tấu sao. Liên quan tới vấn đề này, chờ bạch tiền bối độ kiếp sau khi kết thúc rồi nói sau. Tống Thư Hàng cảm giác áp lực thật lớn. Cất khí điện thoại về sau, Tống Thư Hàng nhìn về phía Tô Thị A thập lục, thập lục, chúng ta so về Giang Nam Đại học thành thế nào. Hắn muốn thử xem mình, dắt đao thuật, lực bền bỉ như thế nào. Tốt, Tô Thị A thập lục thanh âm thanh thúy trả lời. chương 1055, Tống Tiền Bối không bằng ngươi thu ta đi. Vậy ta đếm 321, chúng ta bắt đầu, Tống Thư Hàng nói. Tốt, Tô Thị A thập lục nhẹ gật đầu, một bên thất tu tôn giả cười vì hai người giải trừ, chân thực huyến tượng, thế giới, sau đó tôn giả chắp tay ở sau lưng, xem như vì hai cái, ngự đao phi hành tranh tài, tác cái nhân chứng. 3, 2, 1, Tống Thư Hàng nhấc lên bảo đao phách toái, đem hắn lập tức, thi triển, dắt đao thuật, xông lên hư không, tốc độ tặc nhanh. Tô Thị A thập lục không chút hoang mang, đợi Tống Thư Hàng bay cao phía sau nàng chậm rãi lấy ra một cái bổ sung chân nguyên đan dược, ngậm vào trong miệng. Tiếp theo, nàng đưa tay đổi cái pháp ấn, nàng bản mệnh bảo đao thượng hóa ra một mảnh độn quang, đem thân hình của nàng bao phủ. Người ở bên ngoài xem ra, Tô thị A thập lục cùng bản mệnh bảo đao nhân đao hợp nhất, hóa thành một đạo đao quang. Sau một khắc, đạo này đao quang phóng lên tận trời, tại trong một giây đuổi kịp Tống thư hàng, lại tại lại một giây hoàn thành đối Tống thư hàng siêu việt, lại một giây sau đã đem Tống Thư Hàng xa xa ném tại sau lưng, tiếp qua một giây phía sau Tống Thư Hàng liền Tô Thị A thập lục thân ảnh đều không thấy được. Tống Thư Hàng, lúc trước Diệp Tư đã từng giải thích cho hắn qua, tu chân giới, ngự kiếm phi hành, mấy chủng loại hình. Loại thứ nhất là Tống Thư Hàng hiện tại học, chân đạp độn quang mà đi chi pháp. Trước đang phi kiếm hoặc là bảo đao thượng ngưng tụ một mảnh độn quang, tu sĩ đạp ở độn quang bên trên, cao tốc phi hành. Loại phương thức này, Tại tu chân giới tương đối lưu hành, một đến tương đối an toàn, tiêu hao không cao. Thứ hai, loại này ngự kiếm phi hành chi pháp tương đối thích hợp dùng để dẫn người trang bước dẫn người bay. So chân đạp độn quang phi hành cao minh hơn chính là, nhân kiếm hợp nhất cùng, nhân đao hợp nhất, chính là tu sĩ thân hình cùng phi kiếm hoặc là bảo đao hợp vừa hóa thành kiếm quang, đao quang, một cái chớp mắt chính là nghìn vạn dặm, loại thân pháp này tốc độ nhanh, tiêu hao lớn. Mà bây giờ Tô thị A thập lục sử dụng chính là loại này, nhân đao hợp nhất, ngự đao phi hành thuật pháp. Mà so, nhân đao hợp nhất, mạnh hơn, còn có các loại cường hãn đặc thù độn thuật. Tỷ như bạch tiền bối liền đã từng sử dụng tới thần thú cửu diệu độn pháp bên trong, thiên bằng độn pháp là cực kỳ cao minh phi kiếm độn pháp. Tống Thư Hàng không nghĩ tới, Tô Thị A thập lục lại nhưng đã nắm giữ, nhân đao hợp nhất, ngự đao chi pháp bởi như vậy, trận đấu này Tống Thư Hàng chỉ có thể cùng ở sau lưng nàng hít bụi. Lại nói, phổ thông tứ phẩm tu sĩ đồng dạng tại tứ phẩm hậu kỳ mới có thể nếm thử học tập loại này ngự đao chi pháp. Cái này chính là thiên tài cấp bậc tu sĩ cùng phổ thông tu sĩ ở giữa khác nhau. Thư hàng tiểu hữu không cần nhụt trí, tiểu thập lục sử dụng, nhân đao hợp nhất, thân đao phi hành thuật pháp, đối chân nguyên tiêu hao rất lớn. Người cắn chặt răng đuổi theo nàng, nói không chừng còn có cơ hội đuổi kịp nàng. Thất tu tôn giả hai tay thả lỏng phía sau, đạp không mà đi, vừa cười đối tống thư hàng nói tiêu hao lớn bao nhiêu tống thư hàng một bên điều chỉnh mình dắt đao thuật tư thế một bên dò hỏi ước chừng bên trên lấy tiểu thập lục hiện tại chân nguyên thâm hậu trình độ thẳng tắp phi hành tại đến giang nam đại học thành còn có một phần ba lộ trình thời điểm liền sẽ chân nguyên hao hết thất tu tôn giả tính ra nói nói cách khác ta còn có hy vọng tống thư hàng nhãn tình sáng lên cắn răng tăng tốc dắt đao thuật tốc độ thất tu tôn giả mỉm cười hắn tiếp tục đạp không mà đi không nhanh không chậm đi theo Tống thư hàng bên người. Đúng, vừa rồi hắn quên nói cho Tống thư hàng, Tô thị A thập lục tại trước khi cất cánh, còn nuốt khỏa bổ sung chân nguyên đan dược trước đó lấy Tống thư hàng tiểu hữu phi hành góc độ, tựa hồ vừa vặn không thấy được tiểu thập lục nuốt đan dược hình ảnh. Được rồi, loại chuyện này vẫn là đừng nói nữa. Cho người trẻ tuổi hy vọng, một giây sau lại tàn nhẫn đem hy vọng bóp rơi là rất tàn nhẫn sự tình vẫn là để tống thư hàng tiểu hữu ôm hy vọng bắn vọt đến Giang Nam Đại học Thành đi. Thất tu tôn giả thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm giác mình là cái rất quan tâm tiền bối. Khi tống thư hàng liều mạng bay đến Giang Nam Đại học Thành, cũng tìm cái địa phương hạ xuống phía sau liền thấy Tô Thị A thập lục ngồi ở cách đó không xa ghế đá, trong tay bưng lấy một cái ly lớn kem ly, dùng muỗng nhỏ ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn. Nhìn thấy tống thư hàng hạ xuống phía sau A thập lục tiếu yếp như hoa, hướng phía hắn vẫy vẫy tay tống thư hàng thu hồi bảo đao đi vào bên cạnh nàng hiếu kỳ hỏi thập lục người sử dụng nhân đao hợp nhất độn thuật lời nói chân nguyên tiêu hao phương diện không có vấn đề sao có khôi phục chân khí đan dược a à, trên người của ta có rất nhiều tùy tiện ăn một quả chính là tô thị a thập lục nháy nháy mắt nói tống thư hàng đúng a à, ta làm sao không nghĩ tới còn có hồi lam đan dược đến chờ hạ ta trước đó là bị thất tu tiền bối mang thiết tấu đưa đến trong hố đi Tống Thư Hàng quay đầu, nhìn về phía thất tu tôn giả. Thất tu tôn giả mặt mỉm cười, đồng thời, tôn giả ánh mắt nhìn về phía Tống Thư Hàng sau lưng vị trí, ở nơi đó có một vị ngũ phẩm linh hoàng cấp bậc tu sĩ đang nhanh chóng tới gần. Đồng thời, Tô Thị A Thập Lục cùng Tống Thư Hàng đồng dạng lòng có cảm giác, quay đầu nhìn về phía sau. Vị kia linh hoàng cường giả rất nhanh tới gần. Ô ô ô ô tống tiền bối, vị lão đại này ra một bên khóc, một bên chạy về phía tống thư hàng còn tốt trên người hắn mang theo ẩn thân loại pháp thuật người bình thường không cách nào nhìn thấy hắn là khốc lão nhân a tống thư hàng khóe miệng co giật sau đó hắn nhớ tới chuyện trọng yếu nhớ kỹ hôm qua lúc hắn đã đáp ứng khốc lão nhân muốn tại lúc buổi tối liên hệ diệp tư mời diệp tư đi hỏi một chút bích thủy các sở các chủ bích thủy các còn có thu hay không người kết quả không nghĩ tới hôm qua năm cộng một thiên kiếp rơi xuống đem tống thư hàng bọn người cưỡng ép kéo vào đến thiên kiếp thế giới bên trong. Sau đó lại là nhân tiền hiển thánh, lại là huyền thánh giảng pháp, lại là thiên kiếp đạn đạo kết quả, tống thư hàng liền đem khốc lão nhân sự cho quên lãng. Tống tiền bối, chúc mừng ngài thành công tấn thăng bát phẩm huyền thánh. Khốc lão nhân khóc chúc mừng nói, sau đó hắn lại nói, tống tiền bối, ngài lúc nào có rảnh, có thể giúp ta hỏi một chút bích thủy các còn thua người sao. Tống thư hàng một mặt không có ý tứ, khục, Khốc Tiền Bối ngươi đừng vội, ta cái này thay ngươi hỏi một chút đi. Tống Tiền Bối gọi ta tiểu Khốc đi, Khốc lão nhân lau nước mắt nói. Tống thư hàng, quả nhiên, Thiên Khốc Bảo Điển vẫn là giao cho Mỹ Mạo tiên tử đến luyện sẽ khá phù hợp. Tống thư hàng tại bản thân một tấc thu nhỏ trong túi mở ra, sau đó lật ra cái viên kia, Bích Thủy Các thông hành lệnh, cái này lệnh bài không chỉ có thể tự do ra vào Bích Thủy Các, càng có thể viễn trình liên hệ Diệp Tư. Nếu như Diệp Tư đang bế quan, vậy liền có thể thông qua lệnh bài liên hệ với sở các chủ. Lấy ra lệnh bài phía sau tống thư hàng hướng trong đó quán chú chân khí. Dù sao, khốc lão nhân cũng là bạch tôn giả bằng hiếu, xem ở bạch tôn giả trên mặt mũi, điểm ấy chuyện nhỏ tống thư hàng vẫn là sẽ giúp. Rất nhanh, lệnh bài liền tiếp thông. Uy, thư hàng tiểu hiếu, người tìm diệp tư có chuyện gì không? Sở các chủ lười biếng thanh âm từ lệnh bài bên trong truyền ra. Sở các chủ, Diệp Tư không ở sao? Tống Thư Hàng hỏi. Bế quan đây, lập tức liền muốn độ kiếp rồi. Yên tâm đi, có ta vì nàng chế tạo riêng trận pháp, nàng tấn thăng lục phẩm không có vấn đề. Sở Các Chủ ngáp một cái nói, cái kia chờ Diệp Tư độ kiếp thời điểm. Sở Các Chủ ngươi đem ta dẫn đi đi, ta có thể giúp đỡ chút bận biểu. Tống Thư Hàng nói, a, à, Diệp Tư không phải nói ngươi cũng sắp độ kiếp đi? Ngươi đã độ kiếp thành công. Sở Các Chủ hiếu kỳ hỏi. Chẳng lẽ tại sở các chủ, bích thủy các, thế giới bên trong, không cách nào nhìn thấy huyền thánh giảng pháp cùng nhân tiền hiển thánh? Vẫn là nói, sở các chủ ngủ quá chết rồi, không quan tâm nhân tiền hiển thánh cùng huyền thánh giảng pháp. Mặc dù nửa đường ra chút nhiễu loạn, bất quá ta đã thành công độ kiếp rồi, còn có thu hoạch không nhỏ. Nếu như Diệp Tư đến lúc đó muốn độ kiếp, ta có thể trợ nàng một chút sức lực. Tống Thư Hàng nói, tốt, cái kia đến lúc đó ta mang người qua đây sở các chủ ngáp một cái, lười biếng nói, còn có sự tình khác sao? Không có chuyện liền tắt điện thoại, đường dài trò chuyện mệt mỏi quá. Còn có việc, trước chớ cúp, Tống Thư Hàng vội vàng nói, là như vậy, ta nghĩ hỏi một chút sở các chủ, các người bích thủy các còn thiếu đệ tử sao? Ngũ phẩm cấp bậc sức chiến đấu, trung thành có thể dựa vào, nguyện ý vì bích thủy các dâng lên hết thảy cái chủng loại kia. Người đến ngũ phẩm rồi, sở các chủ hiếu kỳ hỏi. Không, không phải ta, còn nhớ rõ cái kia lúc ấy ngồi xổm ở bích thủy các cổng cái vị kia khốc lão nhân đạo hữu sao. Chính là hắn, muốn muốn gia nhập bích thủy các, Tống Thư Hàng nói. Há, cái kia luyện diệp tư thiên khốc bảo điển tiểu ra hỏa a Sở các chủ miễn cưỡng nói, thanh âm càng ngày càng thấp, có loại lúc nào cũng có thể sẽ ngủ mất dấu hiệu. Đúng vậy, chính là hắn, sở các chủ, các người cái kia còn thiếu đệ tử sao? Tống Thư Hàng nói thật nhanh, mau chóng thừa dịp sở các chủ không có ngủ mất trước, đem sự tình giải quyết. Không cần, một cái Diệp Tư đã khóc người bó tay toàn tập, người bây giờ còn phải lại tắc một cái lão đầu khoản Diệp Tư tới, muốn đùa chết ta à? Sở các chủ nói, Tống Thư Hàng, cứ như vậy, không có việc gì liền mèo rồi. Sở các chủ nói, một bên khóc lão nhân gấp, hắn vội vã từ Tống Thư Hàng trong tay tiếp nhận bích thủy các lệnh bài, đợi chút nữa, chờ sau đó sở tiền bối. Ô ô ô, không thể nhận vì chân truyền đệ tử đem ta thu làm ngoại môn trưởng lão cái gì cũng được a à, tùy tiện chức vị gì đều tốt chỉ cần có thể để cho ta tiến vào bích thủy các tu luyện là được ô ô ô ta có thể lập xuống đại thệ cam đoan trung thành phương diện tuyệt đối không có vấn đề ô ô ô sở tiền bối cho ta một cơ hội đi sở các chủ sở các chủ cho nên nói a à, nghe được tiếng khóc của ngươi ta liền đã không chịu nổi ngươi nếu là tiến vào bích thủy các tu luyện mỗi ngày khóc a à khóc, ta bích thủy các sớm muộn dược hoàn. Không thu, đệ tử không thu, trưởng lão cái gì cũng không thu. Cứ như vậy, gặp lại, treo. Sở các chủ nói xong, bóp rơi mất liên hệ. Ô ô ô ô ô khóc lão nhân bưng lấy bích thủy các lệnh bài, quỳ dạp xuống đất, khóc giống lên. Khóc quá thương tâm, nước mắt đem mặt đất đều làm ướt một mảnh. Cho nên nói, khi thiên khóc bảo điển bị một đại nam nhân đạt được lúc, là kiện cỡ nào chuyện đáng sợ đặc biệt là nam nhân này còn không nghĩ hình tình huống dưới. Khóc đã hơn nửa ngày phía sau khóc lão nhân run rẩy đem, bích thủy các lệnh bài, đưa cho Tống Thư Hàng, sau đó nghẹn ngào hỏi, Tống tiền bối, ta thật sự một tia hy vọng cũng bị mất sao. Nếu như người từ bỏ động một chút lại khóc mau bệnh, nói không chừng sở các chủ sẽ xem xét chiêu người đi. Tống Thư Hàng nói, ô ô ô, làm sao có thể a à, ô, ô ô ô, ta luyện chính là thiên khốc bảo điển a à khốc lão nhân kém chút khóc ngất đi. Khóc khóc, đột nhiên hắn nhãn tình sáng lên, tống tiền bối, không bằng ngươi thu ta đi. chương 1056, kiểu mới bảo đao bản thiết kế. Ta không có gì có thể dạy ngươi, ta tu luyện không phải thiên khốc bảo điển. Mà lại, đừng gọi ta tống tiền bối, gọi thư hàng đi. Thật sự không đi, bá đao tống nhất ta cũng có thể tiếp nhận. Tống thư hàng trả lời, mặt khác, khóc trước khốc đạo hiếu, ta trước kia liền nhắc nhở qua ngươi, nếu như sở các chủ không thu ngươi, ngươi có thể thử một chút, có thể hay không trực tiếp bái diệp tư vi sư. Tống tiền bối, bái ngài làm thầy cùng bái diệp tư tiên tử vi sư là một cái hiệu quả, ngươi liền thu ta làm đồ đệ đi. Ô ô ô, trung thành phương diện có thể cam đoan, một ngày làm thầy cả đời làm cha. Ta mặc dù là tán tu, nhưng tống tiền bối ngài có thể đi hỏi thăm một chút, nhân phẩm của ta tuyệt đối đáng tin. Khốc lão nhân nước nở nói thất tu tôn giả yên lặng thi triển một cái pháp thuật, đem tống thư hàng, cùng nhóm người mình bao phủ trong đó, để người bình thường không cách nào nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Sau đó, thất tu tôn giả mở miệng nói, khốc đạo hữu người cần phải biết, bái một vị, huyền thánh, vi sư, nhưng không có cơ hội hối hận. Tống thư hàng tiểu hữu mặc dù chỉ có tứ phẩm cảnh giới, nhưng hắn cái kia, bát phẩm huyền thánh, thân phận cũng là chính hiệu, nhân tiền hiển thánh cũng không phải đùa giỡn thanh ấn ngưng tụ phía sau một số huyền thánh có năng lực đặc thù, tống thư hàng tiểu hữu cũng sẽ không ít. Chỉ cần tống tiền bối chịu thu, ta liền tuyệt đối sẽ không hối hận. Khốc lão nhân chờ đợi nhìn qua tống thư hàng. Tống thư hàng lắc đầu, khốc đạo hiếu, người tạm chờ ta mấy ngày thời gian. Chờ Diệp Tư sau khi xuất quan, ta cho ngươi thêm một cái trả lời chắc chắn như thế nào. Hắn thật sự không dạy được khốc lão nhân, tiểu thải lời nói hắn còn có thể dạy nàng siêu độ chi pháp, luyện thể chi pháp cùng đao pháp. Nhưng thiên khốc bảo điển hắn lại không học qua. Cho nên, chỉ có chờ Diệp Tư xuất quan, sau đó hỏi thăm Diệp Tư ý tứ, nhìn nàng một cái muốn hay không thu khốc lão nhân làm đồ đệ. Tống tiền bối, phải bao lâu? Khốc lão nhân lau nước mắt hỏi. Ít thì 7-8 ngày, nhiều thì một tháng đi. Tống thư hàng đáp, lấy hắn cùng Diệp Tư ở giữa khế ước liên hệ, hắn có thể xác định Diệp Tư trong vòng một tháng liền sẽ độ kiếp. Minh Bạch, Tống tiền bối ta cái này đi chuẩn bị ngay lễ bái sư, khốc lão nhân gật đầu nói. Sau đó, hắn lại quay người, thật nhanh chạy mất. Kỳ thật thư hàng tiểu hữu người có thể nhận lấy hắn. Thất tu tôn giả cười nói. Nhưng ta thật sự không có đồ vật có thể dạy hắn, mà lại tiền bối ngài cũng không phải nhìn không ra. Ta mặc dù đỉnh lấy, thiên niên đệ nhất thánh, tên tuổi, nhưng ta thực lực chân chính chỉ có tứ phẩm. Tống thư hàng cười khổ nói. Khốc lão nhân muốn học chính là thiên khốc bảo điển tục thiên, nhưng Tống Thư Hằng cũng không xác định Diệp Tư có hay không muốn thu khốc lão nhân làm đồ đệ ý tứ. Diệp Tư như không đồng ý, Tống Thư Hằng quả quyết không thể đem thiên khốc bảo điển tục thiên truyền thụ ra ngoài. Còn có, khốc lão nhân cùng hắn phong cách vẽ không hợp. Hắn thất cá đạo hào, đưa một cái kim cương quân tử đao, cho tiểu thải, bá đao Tống nhất nhất định giữ lại cho mình. Vậy kế tiếp một đạo nhân, bạch kình đao khách, thư sơn cư sĩ, tầm đạo thư sinh, thiện tâm tu sĩ mấy cái đạo hiệu, không có cái nào thích hợp khốc lão nhân. Thất tu tiền bối, khoảng cách ban đêm còn có chút thời gian, ngài nếu không trước đi nơi nào nghỉ ngơi một hồi. Tống thư hàng nói. Buổi chiều, hắn cùng A thập lục đều còn có lớp. Ta tùy tiện tìm một chỗ tu luyện một hồi đi, hạ buổi trưa chớp mắt liền có thể đi qua. Thất tu tôn giả nói, hắn hiện tại tùy tiện ngồi xuống minh tưởng một lát, chính là đến trưa. Nói Thất Tu tôn giả ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, xem ra trời muốn mưa. Thời tiết như vậy vừa vặn, ta trực tiếp thượng trên tầng mây đi tu luyện. Cái kia thư hàng tiểu hữu, ban đêm sẽ liên lạc lại. Đi, Tống thư hàng gật đầu nói. Thất Tu tôn giả cười vung tay lên, tán đi ngưng tụ tại ba bên người thân pháp thuật. Sau đó thân hình hắn lóe lên, hóa thành độn quang rời đi. Thất Tu tiền bối sau khi rời đi, Tống thư hàng ngẩng đầu vọng thiên, trên bầu trời mây đen dày đặc Thời tiết này thay đổi bất thường. Chúng ta cũng đi thôi." Tống Thư Hàng nói, nói thật gần nhất hắn đối mây đen có chút mẫn cảm. Luôn cảm giác cái đồ chơi này ngưng tụ phía sau đột nhiên liền sẽ hóa thành một đạo sét đánh đến trên đầu của hắn, lại hoặc là từ đó nhô ra một cây hỏng pháo đối hắn đến một phát. "Ừm, Tô thị A thập lục cười đáp." Buổi chiều chương trình học nhập học. Tống Thư Hàng tìm tới bạn cùng phòng, ngồi vào bên cạnh bọn hắn vị trí. Lúc này Thổ Ba lấy cùi trỏ đẩy Tống Thư Hàng, cười hắc hắc nói: Thư Hàng, người được a à, vậy mà chơi thầy trò yêu nhau, lúc nào đem sát phách mỹ thuật hệ tô lão sư cua tới tay. Chân Nhân bất lộ tướng a, à, thầy trò yêu nhau thật sự là quá kích thích. Tống Thư Hàng, Thổ Ba nói là a à thập lục sao? Ta điều tra, tô lão sư là hải ngoại trở về mỹ thuật hệ thiên tài, tác phẩm của nàng thậm chí đến qua thế giới cấp thưởng lớn, chân chính tài nữ lần này Giang Nam Đại học Thành cũng là bỏ ra lớn đại giới mới đưa nàng mời mời đi theo. Một bên Dương Đức gõ máy tính bảng, lôi ra, tô lão sư, tài liệu cá nhân. Lại nói, ngươi chừng nào thì nhận biết người ta tô lão sư. Nàng năm nay vừa mới về nước A, cao mỗ mỗ cũng hỏi. Tốt A kỳ thật nhận biết nàng, là thượng học kỳ chuyện. Đến trường kỳ nhanh kết thúc lúc, ta gặp gỡ nàng, sau đó liền quen biết. Tống Thư Hàng nói, khó trách, ta cảm thấy tô lão sư có chút quen mắt, khả năng đến trường kỳ lúc nào gặp qua nàng, bất quá cụ thể ta không nhớ ra được. Thổ ba xoa cầm nói. Cao mỗ mỗ cũng tới gần tống thư hàng, cười nói thế nào, thư hàng. Cùng tô lão sư tiến triển đến một bước nào rồi. Thổ ba, nói đến, ta không nghĩ tới thư hàng người tìm bạn gái thẩm mỹ quan vậy mà giống như cao mỗ mỗ, đều ưa thích loại này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính A. Tống thư hàng, vì cái gì lời này ý tứ tại thổ ba trong miệng nói ra, làm hắn giống la lị khống đồng dạng tội ác. Thổ ba, người không hiểu, người không rõ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính đáng yêu chỗ. Nho nhỏ bộ dáng, để cho người ta nhịn không được đưa các nàng bảo hộ trong ngực, hảo hảo che chở. Mà lại, nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng hội làm cho các nàng nhìn đặc biệt manh. Cao mỗ mỗ dương dương đắc y nói, ta vẫn là ưa thích âu phái lớn một chút. Thổ Ba ở trước ngực khoa tay nói: Ta nếu là tìm bạn gái, nhất định phải lấy thư hàng tỷ tỷ triệu nhã nhã cái kia chủng loại hình làm mục tiêu. Tống Thư Hàng, Thổ Ba ngươi là muốn làm tỷ phu của ta sao? Người trẻ tuổi, người không hiểu, ngực không phẳng, dùng cái gì bình thiên hạ? Cao Mỗ Mỗ một mặt cao thâm khó lường nói: Uy thảo luận đề qua a. À, dương Nước đẩy kính mắt, thì vẫn ngồi ở bên cạnh đây. Thi La lị lúc này đang cúi đầu nhìn qua lồng ngực của mình, sau một lúc lâu nàng tựa hồ đột nhiên tỉnh ngộ cái gì sau đó nàng yên lặng cách xa cao mỗ mỗ một cái chỗ ngồi cao mỗ mỗ uy 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 thi nhà đầu ngươi hiểu lầm a à, ta chỉ là ưa thích dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính nhưng là ta không phải la lị không a à, ta không có khả năng đối như ngươi loại này thật la lị ra tay mà lại ta có nữ phiêu a à. nhìn thấy cao mỗ mỗ bị thi la lị ghét bỏ phía sau tống thư hàng trong lòng không hiểu thấu sung sướng đúng rồi thư hàng Thân thể của ngươi khá hơn chút nào không?" Dương Nước lên tiếng hỏi, buổi sáng thời điểm, hắn nhớ kỹ Tống Thư Hàng thỉnh thoảng sắc mặt phát bạch, tựa hồ rất thống khổ bộ dáng. "Yên tâm đi, thân thể của ta lần bổng Tống Thư Hàng vừa mới nói được nửa câu, sau đó sắc mặt co quắp. Tay trái điện giật cảm giác lại tới, cái này Lượt Thiên Kiếp điện giật lượng so buổi sáng còn cường đại hơn. Tống Thư Hàng thật vất vả thích ứng buổi sáng điện giật cường độ, không nghĩ tới buổi chiều điện giật cường độ liền tăng lên tống thư hàng yên lặng quay người dựa vào trên bàn cắn răng nhẫn thụ lấy điện giật thống khổ uy 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 thư hàng người vẫn là xin phép nghỉ đi dương đức lo lắng nói cái này hoàn toàn không giống như là không có chuyện gì bộ dáng a yên tâm thật sự không có việc gì tống thư hàng phất phất tay cái này lượt thiên kiếp điện giật đến nhanh đi cũng nhanh tựa hồ là bạch tiền bối phát hiện hắn tay trái chỗ không đúng đối tay trái của hắn khai thác bổ cứu tăng cường đối với hắn tay trái phòng ngự. Ước chừng người hơi phía sau bạch tôn giả tại tay trái của hắn bên trong một cây tờ giấy. Tống thư hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tờ giấy chuyển rời đến hiện thế. Không có ý tứ, thư hàng tiểu hữu vừa rồi thao tác sai lầm, đạn hạt nhân bạo phát. Đúng, thư hàng tiểu hữu bên cạnh người có máy tính sao? Truyền một đài qua đến cho ta đi, một mực soát thiên kiếp có chút nhàm chán, nhưng là lại còn không có tập hợp đủ thiên kiếp đạn hạt nhân loại, không cam tâm, cho nên còn muốn lại soát một hồi. Cho nên, người truyền máy tính tới, ta nghĩ chơi một lát trò chơi, máy rời liền tốt. Tống Thư Hàng Đây rốt cuộc là bạch tôn giả độ kiếp, vẫn là thiên kiếp tại độ bạch tôn giả. Tống Thư Hàng một lần nữa xé trang giấy, viết máy tính không, bất quá bạch tiền bối, người có thể chơi điện thoại trò chơi. Viết xong phía sau Thư Hàng đem tờ giấy truyền tống đến thiên kiếp thế giới. Một lát sau, Bạch Tôn giả hồi phục, điện thoại tại vừa rồi cái này một đợt đạn hạt nhân trong công kích, không cẩn thận nổ rớt không bằng ngươi cho ta mượn đi. Vừa vặn, lần trước ta nhìn thấy điện thoại di động của ngươi màn hình rách ra. Cái này lừa thiên kiếp về sau, chúng ta cắt đi mua một cái điện thoại mới, sau đó ta cho ngươi thêm đưa điện thoại di động ma đổi một chút. Tống Thư Hàng nhìn nhìn điện thoại di động của mình, màn ảnh của mình lần trước có chút nứt rơi phía sau một mực không cho bạch tiền bối sửa chữa lại thêm tối hôm qua độ kiếp phía sau điện thoại di động của hắn cũng nhận thiên kiếp tổn thương từ buổi sáng lên liền thỉnh thoảng hoa bình phong đổi cái mới cũng tốt thế là tống thư hàng trước đem điện thoại di động của mình thẻ từ trong điện thoại di động lấy ra thẻ điện thoại tựa hồ cũng có chút hư hao đến lúc đó muốn tìm cái thời gian đi đổi tấm thẻ mới tiếp lấy tống thư hàng đưa điện thoại di động thả về túi áo thừa dịp thời gian này đem hắn chuyển tống cho bạch tôn giả có điện thoại di động chơi đùa phía sau cái này một bài giảng bạch tiền bối đều không có lại tiến tờ giấy tới. Tống Thư Hàng có thể tưởng tượng thiên kiếp thế giới bên trong, bạch tiền bối một bên soát thiên kiếp, một bên chơi điện thoại trò chơi hình ảnh. Ân, bạch tiền bối vui vẻ là được rồi. Nghỉ giữa khóa thời gian nghỉ ngơi, Tống Thư Hàng nhàm chán, tiện tay trên giấy vẽ lấy. Tống Sư Huynh Tại vẽ cái gì? thì La Lị đưa đầu tới, hiếu kỳ nhìn qua Tống Thư Hàng trên giấy đồ án. Nhìn qua, cái kia tựa hồ là một thanh to lớn phi kiếm bộ dáng. Bất quá đang phi kiếm bên trên, còn có từng đầu gạch ngang cùng dựng thẳng tuyến, không biết đây là vật gì. Ta đây là đang vẽ bản thiết kế, Tống Thư Hàng nghiêm túc nói. Bản thiết kế, kiểu mới phi kiếm sao? Thi Hiếu Kỳ hỏi. Là bảo đao, Tống Thư Hàng truyền qua, truyền âm nhập mật, nói thức đáp. Hả, phía trên kia những này hắc tuyến là cái gì? Thi hỏi. Là hàng rào, Tống Thư Hàng giơ ngón tay cái lên nói, người chưa phát giác, phi kiếm tăng thêm hàng rào phía sau bay lên mới đặc biệt có cảm giác an toàn sao. Thi, mặc dù dạng này hình dung Tống Sư Huynh khả năng không tốt lắm, nhưng nàng thật sự muốn nói em đi zz. Trường 1057, thiên nhiên đệ ngũ thánh dựa vào ta làm sao thành đệ ngũ thánh. Tống Thư Hàng lớp buổi chiều có tam đường khóa. Ngoại trừ thỉnh thoảng phải thừa nhận một chút, thiên kiếp điện giật cánh tay trái, mang tới tê liệt cảm giác bên ngoài, buổi chiều khóa trình bình bình an an vượt qua. Tống Thư Hàng rất hưởng thụ loại này khó được cuộc sống yên tĩnh, con đường tu luyện cũng giảng cứu căng chặt có độ, loại an tĩnh này vườn trường sinh hoạt đối tu sĩ cũng có nhất định có ích. Một mực đến đệ tam tiết khóa tan học về sau đột nhiên, Tống Thư Hàng, Bạch Hạc Trân Quân, Thi, Tước Yêu Tiểu Thải cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn về phía hư không. Không chỉ là Tống Thư Hàng mấy người, toàn vũ trụ người tu luyện, bất kể là cái nào thể hệ người tu luyện, tại thời khắc này toàn bộ dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Loại cảm giác này, không sai lại có người, nhân tiền hiển thánh. Là bạch tiền bối rốt cuộc soát xong thiên kiếp, tấn thăng bát phẩm huyền thánh sao. Tống thư hàng thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời, bạch hạc chân quân, thì đều vừa vặn quay đầu hướng hắn trông lại, ba người lướt nhau, yên lặng gật đầu. Hô, tan lớp, thư hàng hôm nay người muốn về ký túc xá sao? cao mỗ mỗ đứng lên một vừa sửa sang lại thư tịch vừa nói ta hôm nay có việc liền không trở về túc xá các ngươi về trước đi tống thư hàng xoay đầu lại đối ba vị bạn cùng phòng cười nói lại muốn cùng tô lão sư ước sao thổ ba cười nói không phải buổi tối có sự tình khác muốn làm tống thư hàng cười nói vậy chúng ta đi trước a cao mỗ mỗ đối tống thư hàng phất phất tay học sinh trong phòng học dần dần tán đi Tống Thư Hàng, Bạch Hạc Trân Quân, thì ba người nhẹ gật đầu, sau đó cộng đồng đứng dậy, đi sát vách không ai phòng học. Bạch Hạc Trân Quân bố trí xuống cảnh giới trận pháp, sau đó ba người một tước, ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, chuẩn bị quan sát Bạch Tiền Bối Nhân Tiền Hiển Thánh hình ảnh. Thật sự sốt sáng a, à, không biết Bạch Tiền Bối Nhân Tiền Hiển Thánh lại là trạng thái gì. Bạch Hạc Trân Quân mong đợi nói, đồng thời trong lòng của hắn lại ẩn ẩn có chút lo lắng. Bạch tiền bối mị lực lớn như vậy, một khi nhân tiền hiển thánh phía sau toàn vũ trụ người tu luyện, bất kể là cái gì hệ người tu luyện, tu chân hệ cũng tốt, cổ vu hệ cũng tốt, thần đạo hệ cũng tốt, viễn cổ pháp thuật hệ, cận cổ ma pháp hệ cũng tốt, đều sẽ thấy bạch tiền bối hiển thánh bộ dáng. Đến lúc đó, sẽ có hay không có hàng ngàn hàng vạn nhân ái thượng bạch tiền bối, trở thành tình địch của hắn. Nghĩ như vậy thời điểm, bạch hạc chân quân trong lòng xoắn suýt muốn chết. Nàng thức hy vọng bạch tiền bối có thể nhân tiền hiển thánh, để người trong cả thiên hạ đều biết đến bạch tiền bối mị lực. Lại lại lo lắng bạch tiền bối mị lực quá lớn, để hắn lăng không thêm ra tốt hàng ngàn hàng vạn tình địch. Nhân tiền hiển thánh hình ảnh, ta bỏ qua một lần, không nghĩ tới còn có thể gặp lại một lần. Thi la lị mong đợi nói, trước đó tống thư hàng, thất sinh phù phủ chủ cùng thiên nhai tử nhân tiền hiển thánh thời điểm, thì còn đang ngủ. Nàng chỉ có thể ở mộng trong mộng đến, nhân tiền hiển thánh, nội dung. Bỏ qua ngàn năm khó gặp một lần, nhân tiền hiển thánh hình ảnh lúc thì hối hận đã hơn nửa ngày không nghĩ tới cách một ngày liền có thể nhìn thấy bạch tiền bối nhân tiền hiển thánh hình ảnh hy vọng bạch tiền bối nhân tiền hiển thánh thời điểm bên người đừng có thành đống thành đống thiên kiếp đạn đạo mới tốt tống thư hàng nói bằng không mà nói bạch tiền bối nhất định sẽ bị ngộ nhận là buôn lậu súng ống đạn dược mà lúc này cửu châu nhất hào quần bên trong cũng náo nhiệt nhân tiền hiển thánh là bạch tôn giả không sai a à. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu nói. Bác Hà Tán Nhân, bạch tiền bối tại thiên kiếp thế giới bên trong đã quét nhanh một ngày một đêm thiên kiếp, tính toán thời gian cũng cần phải vượt qua. Trên thực tế, ta từ rất nhiều năm trước liền đang mong đợi cái này một cái hình ảnh. Cuồng đao tứ lãng nói, làm cho cả tu sĩ giới đạo hiếu, đều mở mang kiến thức một chút bạch tiền bối mị lực, ngẫm lại bạch tiền bối hiển thánh phía sau chư thiên vạn giới có vô số người cảm giác mình yêu bạch tiền bối, thật sự là thật là diệu hôm nay cha lấy đạo hiệu không hài lòng bác bỏ trọng lấy vũ nhu tử ta rất chờ mong bạch tiền bối huyền thánh giảng pháp nói không chừng bạch tiền bối hội giảng giải như thế nào xoắn ốc thăng thiên hoặc là chơi không chung chạy trốn trò chơi kinh nghiệm loại hình cũng có thể sẽ giảng tống tiền bối cảm thấy rất hứng thú duy nhất một lần phi kiếm như thế nào chế tác loại hình vũ nhu tử vừa nói như thế ngược lại thật sự là có khả năng nếu như bạch tiền bối hội giảng duy nhất một lần phi kiếm phương pháp chế luyện Tống Thư Hàng tiểu hữu liền đã kiếm được. Bác Hà Tán Nhân nói, Tô Thị A thập lục, bá đao Tống Nhất, các ngươi ở đâu? Ta vừa đi các ngươi phòng học, không tìm được các ngươi. Ta là thiên giác nhai bên cạnh tiểu bạch hạc, tiểu thập lục đến sát phách 3015 phòng học đến, nơi này không ai, ta bày ra trận pháp, chúng ta tại lúc này bạch tiền bối nhân tiền hiển thánh. Tô thị A thập lục, thu đến, lập tức tới ngay. Nhanh lên tới, nhân tiền hiển thánh muốn bắt đầu bạch hạc chân quân mở thầm nghĩ hôm nay là thời điểm để chư thiên vạn giới tu sĩ đều giải bạch tiền bối mụ lực mà lúc này chư thiên vạn giới người tu luyện lần nữa vỡ tổ lại có tôn giả tấn thăng huyền thánh nhân tiền hiển thánh trời ạ à, hai ngày này là thế nào các tôn giả đã hẹn cùng một chỗ tấn cấp sao kế hôm qua dạng sáng bốn vị huyền thánh phía sau vị này là thiên niên đệ ngũ thánh a lại có người nói có phải hay không là hôm qua độ kiếp cái vị kia áo trắng tu sĩ? Vị kia từ tối hôm qua lên ngay tại độ huyền thánh kiếp đi. Có người nhớ tới hôm qua, thiên nhai tử, đạo trưởng huyền thánh giảng pháp lúc, đột nhiên cường thế tiến vào trực tiếp áo trắng tu sĩ. Nhất định là, lăng giả, không sai, hôm qua trực tiếp độ kiếp chính là hắn, hắn là ta nam thần. Có vừa vặn nhìn qua phim mặt pháp chi chiến tu sĩ, kích động nói. Ước chừng người mấy hơi thở sau, chư thiên vạn giới, phàm là ngẩng đầu nhìn về phía hư không người tu luyện, trong mắt đều hiện lên một cái hình ảnh. Đầu tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một cái mang theo mũ trùm, thân hình cao lớn bối cảnh. a à, Tống Thư Hàng nháy nháy mắt. Không đúng, Bạch Hạc chân Quân nghẹn ngào kêu lên. Đây không phải Bạch Tôn Giả. Bạch Tôn Giả hình thể muốn càng tinh tế một số, trước mắt cái này lưng hùm vai gấu ra hỏa, tuyệt đối không phải Bạch Tôn Giả. Có phải hay không là cùng loại tống thư hàng, cụ hiện hóa công đức chi quang, loại hình đồ vật." Tô thị A thập lục nói. "Hôm qua tống thư hàng một đoàn người, nhân tiền hiển thánh, thời điểm đầu tiên xuất hiện tại trong hình ảnh cũng không phải tống thư hàng bọn người, mà là mang theo bình thiên quan công đức xả mỹ nhân." "Rất có thể, nói không chừng là bạch tiền bối nào đó món pháp bảo." Tống thư hàng nói, bạch tiền bối trên người bảo vật từ đến liền chính hắn đều không nhớ rõ, vô luận hắn chuyển ra loại hình gì pháp bảo cũng sẽ không khiến người ngoài ý. Đang khi nói chuyện, nhân tiền hiển thánh, hình ảnh chậm rãi chuyển động tới. Trong hình ảnh, lộ ra một trương anh tuấn anh tuấn khuôn mặt. Màu xanh lam con mắt, lập thể ngũ quan, gương mặt cương nghị, đây là một trương tây phương cứng rắn phái xuất ca khuôn mặt. Vị nam tử này chậm rãi hái đi trên đầu mình mũ chùm, lộ ra vàng óng ánh tóc ngắn. Vọng Thiên, không phải pháp bảo, không phải bạch tôn giả, Tống thư hàng nói đây là một vị không quen biết thất phẩm cường giả vượt qua thiên kiếp tấn thăng bát phẩm nhân tiền hiển thánh vậy mà không phải bạch tiền bối lãng phí ta tình cảm a à. bạch hạc chân quân bất mãn nói cửu châu nhất hào quần cùng chư thiên vạn giới người thu luyện cũng đều là phản ứng giống vậy nguyên bản tất cả mọi người suy đoán vị này thiên niên đệ ngũ thánh thỏa thỏa chính là bạch tôn giả không nghĩ tới xuất hiện tại trong hình ảnh lại là cái xa lạ nam từ tóc vàng mà Tây Phương hệ thống tu luyện người tu luyện, nhìn thấy vị này nam tử tóc vàng lúc, lập tức kích động. Nhìn nam tử này bộ dáng cùng trang phục, thỏa thỏa chính là bọn hắn Tây Phương hệ thống tu luyện cường giả đi. Phía trước, ngàn năm thứ 1, 2, 3, 4 thánh, toàn bộ là tu chân bên cạnh gia hỏa, bọn hắn thế nhưng là nhẫn nhịn khẩu khí. Hiện tại, đến phiên bọn hắn mở mày mở mặt. Mà lúc này, trong hư không tóc vàng, thiên niên đệ ngũ thánh, cảm ứng được tự thân nhân tiền hiển thánh, Hắn chậm rãi quất ra bên hông một thanh kiếm bản rộng, đem hắn dựng thẳng trước mặt mình. Kiếm này kim quang lóng lánh, toàn thân từ hoàng kim tạo thành, hiển thị rõ thổ hào khí tràng. Cùng một thời gian, tại bên người của hắn trong hư không, có một ô văn tự hiển hiện. Văn tự chia làm hai hàng, một nhóm là cùng loại chữ cái tạo thành văn tự, một cái khác đi lại là chữ vuông bộ dáng. Tóc vàng thiên niên đệ ngũ thánh, ngắm nhìn cái này hai hàng chữ viết, nhíu mày, tựa hồ tại do dự. Hiển nhiên, bất kể là chữ cái văn tự, vẫn là khối lập phương văn tự đều đại biểu cho thân phận của hắn, hắn có thể từ bên trong mà tuyển chọn một cái, tác vì mình, thánh ấn. Đây mới là chính quy, huyền thánh, ngưng tụ thánh ấn tràng diện. Tóc vàng thiên niên đệ ngũ thánh suy tư một lát sau, đưa tay tại cái kia chữ vuông thượng một điểm. Thánh ấn theo tâm ý của hắn bắt đầu ngưng tụ. Mười hơi về sau, thánh ấn triệt để thành hình. Giờ khắc này, trừ thiên vạn giới những người tu luyện, trong lòng đều hiểu rõ vị này tân tấn huyền thánh thánh hào. Bí đao thánh quân, thiên niên đệ ngũ thánh, bí đao thánh quân. Vì ma hội là như vậy đạo hiệu A, nguyên bản đầy cõi lòng chờ đợi Tây Phương bên cạnh hệ thống tu luyện các tu sĩ nhao nhao hất bàn. Tống Thư Hàng, Bổ. Bạch Hạc chân Quân, Bổ. Tô Thị A Thập Lục. Cửu Châu nhất hào quần bên trong, lập tức sôi trào. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, lệ chi tiên tử, đây là các ngươi môn phái tiền bối sao. Loại phong cách này đạo hiệu, thỏa thỏa, tuyệt đối là lệ chi tiên tử nhất hệ A. Bất quá, bí đao là cái nào đời thứ mấy. Ta nhớ được lệ chi tiên tử thế hệ này là hoa quả hệ, đời sau là ngũ cốc hệ. Sau quả hệ, hẳn là đời trước A. bắc Hà Tán Nhân nói. Lệ chi tiên tử, một mặt mộng bức biểu lộ. A, à, không phải lệ chi tiên tử nhà các ngươi tiền bối sao? Cồn đao tứ lãng hỏi chúng ta hệ này hoàn toàn chính xác có cái đạo hiệu gọi bí đao tiền bối. Bất quá, vị tiền bối kia là nữ tu, đạo hiệu bí đao tiên tử, cùng bạch tiền bối quen biết. Lệ chi tiên tử nói, đến mức vị này tân tấn huyền thánh, bí đao thánh quân, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói qua a. À. Có phải hay không là lệ chi tiên tử các người hệ này sớm hơn tiền bối? Các người hệ này, rau quả, hoa quả, ngũ cốc ngũ cốc về sau đâu? Cũng không thể lấy tên gọi khoai tây chiên đạo trưởng đi, cho nên có phải hay không là ngũ cốc về sau sẽ có một cái luân hồi một lần nữa đổi về sơ đại đạo hiệu bắc hà tán nhân hỏi lệ chi tiên tử ta cũng không biết a à, ta cũng một mặt mê mang hiện tại ta môn phái trong đám mật đào tiên tử các nàng đều đang hỏi sư phụ vị này bí đao thánh quân cùng giữa chúng ta có quan hệ hay không nhưng sư phụ ta cũng là một mặt dấu chấm hỏi không có trả lời đoán chừng hỏi nàng trưởng bối của mình đi lại nói vị này bí đao thánh quân sẽ không cũng là chúng ta tu chân bên cạnh người tu luyện A. À. Ta lúc đầu nhìn hắn tạo hình, còn tưởng rằng là Tây Phương tu luyện hệ, tỉ như thánh kỵ sĩ hệ người tu luyện. Muốn sinh một chi bóng đá nam giao bá nói. Nếu như từ đạo hiệu nhìn lại, không có chạy, nhất định là chúng ta tu chân hệ. Cuồng đao tứ lãng nói. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, đừng nóng vội. Một hồi nhìn vị này, bí đao thánh quân, bắt đầu huyền thánh giảng pháp phía sau thông qua hắn giảng pháp nội dung, liền có thể biết hắn là cái nào hệ thống tu luyện huyền thánh. Nhân tiền huyền thánh hoàn thành, thánh ấn ngưng tụ hoàn thành. Vị này tân tấn huyền thánh, bí đao thánh quân, đem vàng óng ánh cự kiếm buông xuống, trụ kiếm tại mặt đất. Sau đó hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng thẳng tắp, tiến vào, huyền thánh giảng pháp trạng thái. Chư thiên vạn giới những người tu luyện yên tĩnh trở lại. Hai ngày này cảm giác quả thực là thiên đạo phát phúc lợi, liên tiếp huyền thánh giảng pháp để chư thiên vạn giới người tu luyện đều cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Có thể hào nói không khoa trương, hôm qua bá tống huyền thánh giảng giải đạo tạng cùng thất sinh phù phủ chủ giảng giải Phật Pháp, nhưng đường tông cùng Phật môn tu sĩ bình quân thực lực tăng lên một phần trăm. Càng làm cho chư thiên vạn giới những người tu luyện, thụ ích lương đa. Bí đao thánh quân hai tay trụ kiếm, bích con mắt màu xanh lam hơi trầm xuống. Hắn thánh ấn lơ lửng tại bên người của hắn, vì hắn độ lên Huyền Thánh uy nghiêm. Ngay sau đó, bí đao Thánh Quân đưa tay tải trên chuôi kiếm của chính mình vỗ. Sau đó, một bộ kim sắc khôi giáp phù hiện ở trên người hắn, bộ này vàng óng ánh khôi giáp bên trên, loáng thoáng hiện lên một cỗ ý chí chi lực. A, à, vị này Tân Tấn Huyền Thánh cũng sẽ khôi giáp đao ý. Tống thư Hàng nhãn tình sáng lên, đây là một loại tại trong biển người minh mông tìm được cùng chung chí hướng đồng loại mừng rỡ. Trợn to con mắt của người thấy rõ ràng đây là khải ý, chính tông khải ý. Bạch Hạc chân Quân gần từng chữ một. Tống Thư Hàng. Tô Thị A thập lục nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng, vốn định lên tiếng an ủi, nhưng lại phát hiện mình từ nghèo, không biết muốn như thế nào mới có thể an ủi Tống Thư Hàng. Ngưng tụ ra khải ý, quét một đợt mốt giá trị phía sau bí đao thánh quân mở miệng. Hắn mở miệng câu nói đầu tiên, huyết đặc, ta thế nào lại là thiên niên đệ ngũ thánh? Hiển nhiên, Vị này chính hiệu bát phẩm huyền thánh cùng tống thư hàng mấy cái tên giả mạo khác biệt, hắn có thể từ trình độ nào đó đạt được, chư thiên vạn giới người tu luyện, nhóm phản hồi thanh âm. Hắn nghe được chư thiên vạn giới người tu luyện cũng đang thảo luận lấy thiên nhiên đệ ngũ thánh, bí đao thánh quân. Mà thiên nhiên đệ nhất thánh thì là một cái cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, gọi bá tống, huyền thánh. Tống thư hàng, có lỗi với A, bí đao thánh quân, đoạt ngài, thiên nhiên đệ nhất thánh, danh tiếng, Khục, bí đao thánh quân ho nhẹ một tiếng, gương mặt cương nghị lộ ra vẻ nghiêm túc, không nghĩ tới bần đạo bỏ ra thời gian ba năm vượt qua thiên kiếp, vậy mà phát hiện mình chế người khác một bước tại bần đạo bắt đầu giảng pháp trước đó, có một câu muốn nói. Thiên niên đệ nhất thánh, bá tống huyền thánh, từ xưa đến nay, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Đợi đêm trăng tròn tiếp theo, bần đạo đem tiến về Hoa Hạ, lĩnh giáo ngài cao chiêu. Nhật, Tống thư hàng nói. Chương 1058 ở chỗ này ta muốn nói cho mọi người một cái đáng sợ tin tức thiệt thòi ta mới vừa rồi còn cho là ngươi cùng ta là cùng chung chí hướng chi sĩ ngươi có khải ý ta có đao ý khôi giáp chúng ta hữu duyên gặp nhau lời nói có thể tâm sự khôi giáp phòng ngự diệu dụng có lẽ có thể trò chuyện với nhau thật vui không nghĩ tới ngươi một chút giây liền muốn đánh ta tống thư hàng trong lòng khổ bạch hạc chân quân nói khụ khụ thiên niên đệ nhất thánh bá tống tiền bối đối với bí đao thánh quân hướng người khởi sướng khiêu chiến sự người thấy thế nào theo tiểu hà kiến giải vụng về chỉ là một đầu bí đao cũng dám khiêu khích ngài uy nghiêm đối hắn nổn chết hắn cho hắn biết ngài thiên niên đệ nhất thánh uy nghiêm thần thánh không thể xâm phạm tống thư hàng uy nghiêm giá trị mấy mao tiền có thể ăn sao mà lại hắn uy nghiêm sớm tại huyền thánh cuối cùng công đức xà mỹ nhân đột nhiên giả chết lúc liền rơi không còn chút nào có được hay không. Nếu không phải, nhân tiền hiển thánh, phía sau chư thiên vạn giới người tu luyện trong tương lai trong một năm, đều sẽ một mực nhớ kỹ tên hắn cùng bộ dáng lời nói, Tống Thư Hàng nhất định phải đem bạch hạc chân quân bộ dáng in ấn đi ra, giống bệnh vảy nến tiểu đồng dạng áp vào thế giới các ngõ ngách, nói cho người của toàn thế giới, nàng chính là bá Tống Huyền Thánh. Sau đó để bí đao thánh quân tìm bạch hạc chân quân khiêu chiến đi. Tô thị a thập lục nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Thư Hàng, kỳ thật, ta cảm giác nếu như vị này Bí Đao Thánh Quân thật sự tới tìm ngươi lời nói, ngươi nếu là trực tiếp nhận thua, lấy đối phương, Huyền Thánh thân phận, cũng sẽ không quá dây dưa. Thân là Huyền Thánh, điểm ấy khí lượng có lẽ vẫn là có. Tô thị a thập lục lời nói vừa mới nói xong, Huyền Thánh trạng thái Bí Đao Thánh Quân chống kiếm, trầm giọng nói, đến lúc đó, còn mời bá Tống Huyền Thánh không cần phòng thủ mà không chiến. Mà lại coi như người cự tuyệt quyết đấu cũng vô dụng, người và ta ở giữa một trận chiến, không người nào có thể ngăn cản. Cứ như vậy quyết định. Nghe vị này bí đao thánh quân ý tứ, hắn là không thể nào từ bỏ cùng Tống Thư Hàng ở giữa đại chiến. Đến lúc đó, coi như Tống Thư Hàng nhận thua, đối phương cũng sẽ khi Tống Thư Hàng là muốn, phòng thủ mà không chiến, nói không chừng sẽ trực tiếp xuất thủ, bức Tống Thư Hàng cùng hắn một trận chiến. Tống Thư Hàng, ngày. Tô Thị A thập lục lần nữa nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn, nhưng sau một lúc lâu nàng trong đôi môi ngọc chỉ có thể gạt ra hai chữ nén bi thương thì cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ tống thư hàng tống sư huynh không khóc tước yêu tiểu thải sư phụ nếu như ngươi tại trong quyết đấu chết trận ta có thể thay cái cái khác sư phụ sao tống thư hàng ngẩng đầu vọng thiên xả điều tin hay không vi sư hiện tại liền thanh lý môn hộ a cùng một thời gian chư thiên vạn giới người tu luyện lại một lần vỡ tổ cái này là bực nào kình bạo tin tức a Thiên nhiên đệ Ngũ Thánh, Bí Đao Thánh Quân, vậy mà tại Huyền Thánh hiện trường, hướng Thiên nhiên đệ Nhất Thánh, Bá Tống Huyền Thánh, phát xuất chiến sách. Như vậy, cao thâm mà chắc Bá Tống Huyền Thánh có thể hay không tiếp cái này phong chiến thư đâu? Mặc dù nói, một vị là Thiên nhiên đệ Nhất Thánh, một vị khác là Thiên nhiên đệ Ngũ Thánh. Nhưng hai vị tấn cấp thời gian chỉ kém một ngày. Tại Chư Thiên vạn giới những người tu luyện xem ra, hai vị Huyền Thánh thực lực hẳn là tương xứng. Ba tống huyền thánh phía sau có cụ hiện hóa công đức chi quang, còn có thể đem đạo tạng giảng giải nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, học thức uyên bác, mà lại hư hư thực thực sở trường Phật, đạo, hai nhà chi học. Mà vị này bí đao thánh quân, một thân kim sắc khải ý vô cùng ngưng thực, đây cũng là Tây Phương, thánh kỵ sĩ, thánh quang nhất hệ tu luyện thủ đoạn, lại thêm hắn, bí đao thánh quân, đạo hiệu, rất có thể là sở trường, thánh kỵ, đạo tông, hai nhà chi học huyền thánh. Hai vị đều là ngàn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài, vượt ngang hai cái trở lên hệ thống tu luyện. Dạng này hai vị huyền thánh nếu là tiến hành quyết đấu, hội là bực nào kinh ngạc hình ảnh. Cũng không biết hai vị này huyền thánh chọn tại hoa hạ địa phương nào tiến hành quyết đấu. Thật sự là chờ mong a. À. Bá Tống huyền thánh, đối hắn, không cần yếu đi thiên niên đệ nhất thánh tên tuổi. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Bí đao thánh quân, chúng ta ủng hộ ngài, bảo chết bá Tống huyền thánh cho hắn biết thánh quang lợi hại. Cao thăng sư huynh phải chết. Đêm trăng tròn tiếp theo là chỉ mỗi tháng 15 đêm trăng tròn. Vẫn là chỉ năm tới trung thu ngày 15 tháng 8 trăng tròn. Có người hiếu kỳ nói. Bên người có người trả lời, ta nghĩ, hẳn là chỉ năm tới đi. Hai vị huyền thánh đều vừa mới tấn cấp hoàn tất, khẳng định cần thời gian củng cố cảnh giới. Thời gian một năm củng cố cảnh giới, nắm giữ huyền thánh cấp lực lượng, sau đó qua sang năm trung thu tiến hành quyết đấu. Hình tượng này nhất định sẽ trở thành chư thiên vạn giới ca tụng. Nhưng cũng có người cầm ý kiến phản đối, nói không chừng là lần sau 15 đêm trăng tròn đâu. Hai vị huyền thánh nói không chừng hội lợi dụng lần này, quyết đấu cơ hội, thừa cơ củng cố cảnh giới. Chỉ có trong chiến đấu, mới có thể càng nhanh nắm giữ huyền thánh cấp bậc đủ loại vi diệu. Giờ này khắc này, chư thiên vạn giới người tu luyện vậy mà không đi thảo luận, bí đao thánh quân, ngược lại nhiệt tình thảo luận lên đêm trăng tròn tiếp theo hai vị huyền thánh cuộc chiến nói cái này sáng tỏ một sự kiện chỉ cần nơi có người chủ đề liền sẽ lệch ra nhanh chóng cửu châu nhất hào quần cuồng đao tứ lãng bá đao tống nhất thiên niên đệ nhất thánh xin hỏi ngài hiện tại cảm tưởng ngài đối bí đao thánh quân muốn khiêu chiến chuyện của ngài là thế nào nhìn mặc dù ta biết rất không tử tế nhưng ta lại nhịn không được cười ra tiếng chỉ muốn đến bí đao thánh quân ngàn dặm xa xôi tới, muốn khiêu chiến Tống Thư Hàng Tiểu Hữu sau đó hắn vừa nhìn thấy Tống Thư Hàng Tiểu Hữu bây giờ chân thực cảnh giới sau hình ảnh, ta cũng cảm giác thú vị. Diệt Phượng Công Tử nói, bá đao Tống nhất, chúng ta huyền thánh đại nhân, ngài chuẩn bị kỹ càng muốn làm sao đối phó vị này, bí đao thánh quân, sao? Ta là thiên giác nhai bên cạnh Tiểu Bạch Hạc, ha ha ha, các người không cần Thư Hàng, Tống Thư Hàng điện thoại không ở bên người, hắn không về được lời nói. Tống mỗ nhân điện thoại còn trong thiên kiếp thế giới, Bạch Tôn giả đang dùng hắn soát trò chơi, mà lại chiếc điện thoại di động này đã nhất định không về được. Cái kia Bạch Hạc, nhanh cùng chúng ta nói một chút Tống Thư Hàng tiểu hữu nét mặt bây giờ. Diệt Phượng Công Tử cười nói. Ta là thiên giác nhai bên cạnh tiểu Bạch Hạc, Diệt Phượng Công Tử, Thư Hàng tiểu hữu nét mặt bây giờ đặc biệt có ý tứ, đúng, hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, phía dưới là Thư Hàng nguyên thoại, Diệt Phượng tiền bối, người ngươi sẽ phải hối hận chính là như vậy. Có ý tứ gì, Diệt Phượng công tử một mặt mộng bức. Bạch Hạc chân quân, ta làm sao biết, ta cũng không phải Tống thư hàng. Người cẩn thận hồi tưởng chính mình có phải hay không có nhược điểm gì chộp vào Tống thư hàng trong tay, 2333. Kê Bắc Hà tán nhân cùng đồng quái tiên sư đêm trăng tròn đại chiến sau lần sau đêm trăng tròn, chúng ta liền có thể chờ mong Tống thư hàng tiểu hữu cùng bí đao thánh quân ở giữa đại chiến. Mỗi lần trăng tròn thời điểm tổng là đặc biệt là để cho lòng người bành trướng, nhiệt huyết sôi trào. Lạc Trần chân Quân cảm thán nói. Vân Du Tăng thông huyền, ngón tay cái biểu lộ. Sược sư ta để giải thích hạ thông huyền đại sư ý tứ, thư hàng tiểu hiếu, không cần sợ, chính là làm. Tống thư hàng thông qua tô thị A thập lục điện thoại, nhìn thấy trong đám các tiền bối vui sướng nói chuyện phiếm nội dung, khóe miệng co giật. Ta gần nhất nhất định là mở giả quần. Lúc trước ta vừa mới tiến quần lúc, cửu châu nhất hào quần, phong cách vẽ không phải như thế a à, lúc ấy trong đám mỗi cái tiền bối đối với hắn đều rất yêu mến. Nhưng lúc nào, trong đám các tiền bối phong cách vẽ băng thành dạng này, đã từng đối hậu bối yêu mến đến cùng ném đi nơi nào. Hảo tâm tắc, nếu như hắn bây giờ có thể thượng tuyến, hắn nhất định phải phát cái biểu lộ bảo bảo trong lòng khổ, nhưng là bảo bảo không nói cái kia cầu. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, trở lại chuyện chính, chút nghiêm túc. Thư hàng tiểu hữu có tính toán gì hay không? Chân quân không hổ là cửu châu nhất hào quần, bên trong sau cùng lương tâm, tại bây giờ trong đám, cũng chỉ có Hoàng Sơn chân quân có thể cho người cảm giác được từng tia ấm áp. Tô Thị A thập lục thay thế tống Thư Hàng trả lời, Thư Hàng nói hắn căn bản không có chiêu, giữa song phương thực lực sai biệt quá lớn, hắn còn không nghĩ ra biện pháp giải quyết. Ta nghĩ biện pháp thay người đi thu thập một chút vị này, bí đao thánh quân, tình báo đi, xem hắn đến cùng là lai lịch gì, tu luyện công pháp loại hình có cái gì, đến lúc đó cho thư hàng tiểu hữu tham khảo. Hoàng Sơn Trân Quân nói, hắn có thể trợ giúp tống thư hàng cũng chỉ có nhiều như vậy. Lệ chi tiên tử, ta lại tiếp tục cùng bản môn các tiền bối nghe ngóng dưới, cái này bí đao thánh quân đến cùng cùng chúng ta môn phái có quan hệ hay không? Nếu có quan hệ, cái này đợt hiểu lầm liền có thể giải quyết. Bất quá ta cảm giác, cái này bí đao thánh quân đạo hiệu, trùng hợp thành phần tương đối nhiều có lẽ hắn là một đầu bí đao thành tinh cũng không nhất định diệt phượng công tử nói bác hà tán nhân nếu như đây thật là một đầu bí đao tinh có lẽ biệt viết tiên cơ sẽ rất có hứng thú đúng thư hàng tiểu hữu ban đêm chúng ta giao dịch một chút ta đem hắc thiết thần giáp mang đến tô thị a thập lục thư hàng nói hắn thiếp mời cũng một mực đang bên người chờ tiền bối ngươi qua đây liền có thể giao dịch ok bác hà tán nhân nói ta là thiên giác nhai bên cạnh tiểu bạch hạc, theo ta thấy, vị này, bí đao thánh quân, một thân thánh quang tu luyện tới trói mắt cảnh giới, nó bản tính sẽ không quá hỏng. Thánh quang thứ này cùng, công đức chi quang, có chút cùng loại. Ta đạo tu sĩ là sẽ không đi tu luyện cái đồ chơi này. Nhưng là thực lực của đối phương còn tại đó, bát phẩm huyền thánh, tùy tiện nắm tay nhỏ trùy tống thư hàng tiểu hữu ngực một chút, liền có thể đem tống thư hàng tiểu hữu trùy chết rồi. Lạc Trần chân Quân lên tiếng nói. Giữa song phương thực lực sai biệt quá lớn, đây chính là vấn đề lớn nhất. Coi như đối phương bản tính không xấu, hơn nữa còn thủ hạ lưu tính, nhưng đối phương tùy ý công kích đối tống thư hàng tới nói đều là chí mạng. Tống thư hàng đau răng, ý niệm của hắn chìm vào hạch tâm thế giới, nhìn về phía Đông Chi Điện, bên trong Thiên Kiếp Đạn Đạo. Nếu quả như thật nếu ứng nghiệm giao bát phẩm huyền thánh, trên người hắn có thể lấy ra được, chỉ có những này bạch tôn giả tạm tồn tại hắn cái này Thiên Kiếp Đạn Đạo nhưng thiên kiếp đạn đạo đối phó bát phẩm huyền thánh, uy lực vẫn là nhỏ một chút. Tốt nhất có thể sử dụng thiên kiếp đạn hạt nhân, hoặc là thiên kiếp bom hydro, đi nổ sẽ khá hữu hiệu. Cũng không biết bạch tôn giả soát ra, thiên kiếp bom hydro, không. Đang lúc tống thư hàng suy tư thời khắc, trong hư không, bí đao thánh quân, huyền thánh, chính thức bắt đầu. Hôm nay ta muốn cùng mọi người nói một chút liên quan tới, phòng ngự chi đạo. Đối tại chúng ta những người tu luyện này nói, trọng yếu nhất chính là cái gì tự nhiên là độ kiếp tấn cấp cầu con đường trường sinh mà độ thiên kiếp trọng yếu nhất chính là cái gì là công kích sao không không phải là phòng ngự cưỡng ép chống đỡ thiên kiếp một đợt lại một đợt công kích cái này phòng ngự chi đạo bí đao thánh quân khẽ mỉm cười nói ở chỗ này ta muốn nói cho mọi người một cái đáng sợ tin tức các ngươi khẳng định đoán không được thiên kiếp vậy mà hiện đại hóa chư thiên vạn giới người tu luyện, đúng vậy, chúng ta đều biết. Bí đao thánh quân, chương 1059, ngàn ngàn vạn nhím biển chiến sĩ đang hô hoán bá tống huyền thánh tại Giang Nam. Tràng diện một lần hết sức khó xử. Bí đao thánh quân vị này, chính thức bát phẩm thánh quân, có thể ở một mức độ nào đó cảm ứng được chư thiên vạn giới những người tu luyện phản hồi thanh âm. Ngọa thảo, tình huống như thế nào? Toàn vũ trụ người tu luyện, đều biết thiên kiếp hiện đại hóa sự tình tại sao có thể như vậy? Khi bản thân đầy cõi lòng kích động, muốn đem một cái tự nhận là tuyệt mật, bạo tạc tính chất lớn tin tức nói cho người khác biết lúc, sau một khắc lại phát hiện toàn vũ trụ người, cũng đã biết tin tức này, chỉ có người còn tưởng rằng đây là cái đại bí mật. Loại cảm giác này, xấu hổ ung thư đều muốn phạm vào. Bí đao thánh quân nhíu mày rõ ràng là hắn trọi cứng thiên kiếp, khiêng trọn vẹn ba năm. Đến cuối cùng, dẫn đến còn sót lại, thiên kiếp chi hải, sinh ra dị biến còn sót lại thiên kiếp chi lực toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, tiến hóa thành một chi cường độ cao hiện đại hóa thiên kiếp quân đoàn, cho hắn tới một đợt mưa bom bão đạn oanh tạc công kích, kết thúc dài đến 3 năm thiên kiếp. Bí đao thánh quân dựa vào bản thân cường đại phòng ngự cùng tự lành năng lực, thật vất vả kháng qua hiện đại hóa quân đoàn oanh tạc, tấn thăng huyền thánh. Nói cách khác, thiên kiếp dị biến, rõ ràng phát sinh ở trước đây không lâu. Nhưng vì cái gì chư thiên vạn giới người tu luyện đều biết chuyện này chờ dưới, chẳng lẽ là vì kia thiên niên đệ nhất thánh, tại độ kiếp thời điểm, cũng đã trải qua hiện đại hóa thiên kiếp. Đồng thời, vị kia bá tống huyền thánh thông qua được, huyền thánh giảng pháp, thời điểm, đem tin tức này tiết lộ cho chư thiên vạn giới người tu luyện. Nghĩ như vậy, liền có thể giảng thông. Nghĩ tới đây, bí đao thánh quân chống đỡ hoàng kim đại kiếm, trầm giọng nói, xem ra, tất cả mọi người từ bá tống huyền thánh cái kia hiểu được liên quan tới, hiện đại hóa thiên kiếp, sự tình như vậy liên quan tới hiện đại hóa thiên kiếp quân đoàn sự tình, ta liền không lại nhiều hơn miêu tả. Phía dưới, ta đem cùng mọi người nói một chút ta, phòng ngự, chi đạo. Cho tới nay, có người nói, mạnh nhất phòng ngự chính là tiến công, ta cảm giác lời này quá cực đoan. Lực công kích của ngươi lại cao hơn, nhưng nếu như tự thân yếu ớt như tờ giấy, tại đối mặt thiên kiếp hiện đại hóa quân đoàn thức lúc công kích, ngươi có thể ngăn lại được sao? Súng pháo tề phát, xe tăng, máy bay chiến đấu đều xuất hiện, công kích của ngươi mạnh hơn, có thể ngăn lại được tất cả công kích. Mà lại, tại ta dài rằng giặc tu luyện dọc đường, tin tưởng vững chắc, mạnh nhất phòng ngự chính là tiến công, lý niệm gia hỏa, đều đã trải qua thân tử đạo tiêu. Mà một mực kiên chỉ phòng ngự chi đạo ta, lại tại con đường tu luyện thượng càng đi càng xa, cho tới hôm nay rốt cục vượt qua 3 năm, huyền thánh thiên kiếp tấn thăng huyền thánh. Phòng ngự cùng công kích, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Chư thiên vạn giới người tu luyện nghe đến đó, lại một mặt mộng bức. Hiện đại hóa quân đoàn công kích, không đúng, chúng ta nhìn thấy không phải dày đặc thiên kiếp đạn đạo bắn phá sao. Đại bộ phận người tu luyện nghi ngờ nói. Sau đó, bên cạnh bọn họ lập tức có người trả lời, còn có thiên kiếp đạn hạt nhân A. Ta đối vũ khí hiện đại không hiểu nhiều, nhìn cái kia đạn hạt nhân thể tích đặc biệt lớn, so bom nguyên tử mạnh hơn A. Chư thiên vạn giới những người tu luyện, dùng ngôn ngữ cùng câu nói cụ thể phương thức biểu đạt khả năng khác biệt nhưng ý tứ đều là giống nhau đồng thời lại trẻ tuổi có tu sĩ nhìn qua mặt pháp chi chiến phim thành nhân vật chính lăng giả tử trung phấn vừa nghe đến bát phẩm thiên kiếp muốn ba năm lâu không khỏi lo lắng huyền thánh thiên kiếp vậy mà đáng sợ như thế lại muốn ba năm lâu trời ạ à, nhà ta lăng giả đại nhân chẳng lẽ muốn tại đạn đạo cùng đạn hạt nhân công kích đến kiên trì ba năm hắn có thể bình an vô sự sao vì nhà chúng ta lăng giả cầu nguyện cao thăng sư huynh phải chết Đợi chút nữa, cao thăng sư huynh đã chết a. À? Vậy liền chết lại một lần. Có một vấn đề, thiên kiếp uy lực tổng là từng lớp từng lớp mạnh lên, áo trắng tôn giả ngay từ đầu độ kiếp chính là thiên kiếp đạn đạo, ngay sau đó là thiên kiếp đạn hạt nhân, vậy kế tiếp dài rằng giặc thời gian 3 năm bên trong còn sẽ xuất hiện cái gì kinh khủng hiện đại hóa thiên kiếp. Nghị luận tương tự âm thanh tràn đầy toàn bộ vũ trụ. Đang huyền thánh giảng pháp, trạng thái bí đao thánh quân lại kẹt phân thiên kiếp đạn đảo, thiên kiếp đạn hạt nhân, thiên kiếp bom hydro. Mặc dù nói, hắn thiên kiếp tiến vào, hiện đại hóa, biến dị lúc, đã là khâu cuối cùng. Thiên kiếp chi hải năng lượng đã không nhiều, cho nên chỉ có thể biến dị ra một chi hiện đại hóa thiên kiếp quân đoàn cũng là có thể lý giải. Cho nên, chân chính biến dị bát phẩm thiên kiếp, hẳn là sẽ càng mạnh cũng có thể lý giải. Nhưng là bát phẩm huyền thánh thiên kiếp, lại còn sẽ xuất hiện thiên kiếp bom hydro loại vật này. Bí đao thánh quân từ chư thiên vạn giới những người tu luyện cái kia chặn được phản hồi thanh âm bên trong, có thể hiểu rõ đến, tất cả những người tu luyện mặc dù có thể biết, hiện đại hóa thiên kiếp, sự tinh, là bởi vì trước đây không lâu, tất cả mọi người thấy được một vị áo trắng tôn giả, tại độ kiếp. Cái kia áo trắng tôn giả đạo hiệu có thể là, lăng giả. Độ kiếp cũng không phải nhân tiền hiển thánh, vì cái gì chư thiên vạn giới người tu luyện đều sẽ biết việc này. Mà lại, vị kia áo trắng tu sĩ, vừa mở cục chính là thiên kiếp bom hydro cấp bậc công kích chuyện này quá đáng sợ đi bị qua thiên kiếp hiện đại hóa quân đoàn công kích bí đao thánh quân tự nhiên có thể biết hiện đại hóa sau thiên kiếp đáng sợ chi kia thiên kiếp hiện đại hóa quân đoàn mưa bom bão đạn công kích đều có tôn giả cấp đỉnh phong công kích lực độ cái thiên kiếp này bom hydro cái kia áo trắng tu sĩ không phải là tại độ cửu phẩm thiên kiếp a à. cuối cùng cái kia cao thăng sư huynh là ai vì cái gì nhiều người như vậy nhấc lên hắn lúc, đều cắn răng nghiến lợi. Cho dù chết, còn có nhiều người như vậy hận hắn tận xương, muốn hắn chết lại một lần. Đây là tạo bao lớn nghiệt. Giang Nam Đại học Thành trong phòng học. Tống Thư Hàng, vị này bí đao thánh quân, tại huyền thánh giảng Pháp, thời điểm, còn có thể nghe được chư thiên vạn giới những người tu luyện phản hồi lời nói sao. Muội tử hình thái bạch hạc chân quân liếc mắt, dịu dàng nói, loại chuyện này ngươi hỏi ta, ta hỏi ai ta lại không có trải qua nhân tiền hiền thánh, mà lại, chính người tại, huyền thánh giảng pháp, thời điểm, không nghe thấy chư thiên vạn giới người tu luyện thanh âm sao. Hoàn toàn không có, Tống Thư Hàng nói. Cái này cũng bình thường, dù sao ngươi chỉ là cái tên giả mạo. Vị này thiên niên đệ ngũ thánh trên thực tế, mới là hàng thật giá thật thiên niên đệ nhất thánh. Ngươi không có thu đến chư thiên vạn giới phản hồi, chỉ có một nguyên nhân thực lực của ngươi không đủ. Bạch Hạc chân Quân ha ha cười nói. Tống Thư Hàng không phản bác được, Bạch Hạc tiền bối giảng hảo có đạo lý. Đợi chút nữa, vậy chúng ta bây giờ trao đổi thanh âm, sẽ bị vị này bí đao thánh quân chặn được đến sao? Một bên thi la lị hiếu kỳ nói, nếu như hắn có thể nghe được chúng ta giao lưu, vậy hắn có thể hay không từ chúng ta giao lưu âm thanh bên trong, biết biết Tống Sư Huynh ngay ở chỗ này sự. Đến lúc đó, đêm trăng tròn tiếp theo, hắn liền trực tiếp tìm tới nơi này đến. Tống Thư Hàng, hẳn là sẽ không khoa trương như vậy chứ. Chư Thiên Vạn Giới nhiều như vậy người tu luyện, đối phương tại giảng pháp trạng thái, thời điểm, có thể chặn được đến một bộ phận giao lưu liền rất khoa trương. Nếu như đem Chư Thiên Vạn Giới người tu luyện giao lưu tiếng đổi thành mưa đạn, cái kia chính là chân chính chen bể màn hình mưa đạn. Bí Đao Thánh Quân đoán chừng có thể từ đó nhìn thấy một số tin tức trọng yếu. Nếu như còn có thể sàng chọn ra bọn hắn giao lưu âm thanh, cái kia đã vượt qua một vị huyền thánh có thể làm được trình độ. Trên lý luận tới nói, hẳn là sẽ không, mà lại, ta tại bên cạnh bày ra trận pháp, đối phương có thể chặn được chúng ta trao đổi khả năng rất thấp." Bạch Hạc Chân Quân nói. Tại loại này thời điểm then chốt, Bạch Hạc Chân Quân ngoài ý muốn vô cùng dựa vào là ở. Tô thị A thập lục nhíu mày nói, nhưng không bài trừ có người cố ý cung cấp thư hàng tọa độ khả năng nếu có người muốn cho thư hàng một ngạt. lại lại bởi vì thư hàng nhân tiền hiển thánh phía sau khiếp sợ, thiên nhiên đệ nhất thánh, uy danh không dám ra tay ra hỏa, nói không chừng sẽ chủ động lợi dụng cơ hội này, cho vị này bí đao thánh quân cung cấp thư hàng vị trí. Vọng thiên, tống thư hàng sắc mặt phát khổ. Hy vọng không sẽ xảy ra chuyện như thế đi. Trên thế giới này có cái để cho người ta nhức cả trứng, mơ định luật, trong đó có một đầu là ý tứ này nếu như ngươi lo lắng tình huống nào đó phát sinh, như vậy hắn thì càng có khả năng phát sinh. Mà lại, ngươi nếu là cẩn thận hồi tưởng định luật này, phát hiện hắn có đôi khi nhức cả trứng đáng sợ. Làm người mang theo bạn du lịch lúc, càng không muốn để cho người trông thấy, liền càng sẽ gặp phải người quen. Làm ngươi lo lắng cho mình đồng đội là học sinh tiểu học lúc rất có thể người đồng đội thậm chí ngay cả học sinh tiểu học đều không phải là, hắn chỉ là một đầu uông. Khi Tống Thư Hàng lo lắng sẽ có hay không có người cố ý bán tin tức của hắn lúc, tin tức của hắn đã bị bán đứng. Tại một cái nào đó phiến thần bí thần ngọn nguồn thế giới bên trong ngàn ngàn vạn nhím biển chiến sĩ quỳ tại mặt đất, ngửa đầu nhìn hướng lên bầu trời. Nhím biển chiến sĩ nhóm một mặt nghiêm túc. Rất nhiều nhím biển chiến sĩ nhóm chia mấy cái phương trận, mỗi một cái phương trận nhím biển chiến sĩ đều đang sử dụng một quốc gia ngôn ngữ, đối đỉnh đầu bí đao thánh quân, huyền thánh giảng pháp, hình ảnh, cao giọng kêu gọi thánh quân, bá tống huyền thánh tại Giang Nam, hoa hạ Giang Nam địa khu. Thánh quân, bá tống huyền thánh tại Giang Nam, hoa hạ Giang Nam địa khu nhím biển chiến sĩ nhóm nắm giữ loại ngôn ngữ phong phú đa dạng, có tiếng Trung, Anh ngữ, Ả Rập ngữ, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha. Dù sao, mỗi một cái thành niên nhím biển chiến sĩ đều tiếp thụ qua 20 năm lâu giáo dục bắt buộc. Mỗi một cái nhím biển chiến sĩ đều tinh thông tam quốc trở lên ngôn ngữ. Tại trên tế đàn, hải vương cái kia to lớn trong mắt từng vòng từng vòng chuyển động. Kể từ đó, cũng không tin vị này tân tấn, huyền thánh, bí đao thánh quân, hội nghe không được nhím biển chiến sĩ nhóm thanh âm. Chỉ cần bí đao thánh quân đạt được, bá tống huyền thánh, tại hoa hạ giang nam địa khu tin tức, liền có thể chờ mong thiên nhiên đệ ngũ thánh bí đao thánh quân versus thiên nhiên đệ nhất thánh bá tống huyền thánh tràng diện. Bá tống huyền thánh, thực lực của ngươi đến cùng như thế nào, đêm trăng tròn tiếp theo, liền có thể thấy rõ ràng. Hải vương thầm nghĩ trong lòng. Cái kia bạch ngân bao tay trên tay tống thư hàng, Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem Bạch Ngân bao tay đoạt lại. Hắn muốn tạo ra cơ hội, xâm nhập hiểu rõ tống thư hàng thực lực, lại tùy thời đoạt lại bản thân Bạch Ngân bao tay. Ngoại trừ nhím biển chiến sĩ nhóm đang cầy bình phong bên ngoài, chư thiên vạn giới bên trong, còn thật nhiều khôi lỗi, từ ẩn núp chỗ chui ra. Những khôi lỗi này giống như nhím biển chiến sĩ, hướng về huyền thánh giảng pháp hình ảnh, bắt đầu xoát bình phong. Xoát tin tức, cũng là liên quan tới, Bá Tống Huyền Thánh tại Giang Nam địa khu tin tức. Chương 1060, Bá Tống tìm tới ngươi. Bất quá để nhím biển chiến sĩ, khôi lỗi chờ soát bình phong thủy quân thất vọng là Tân Tấn Huyền Thánh, Bí Đao Thánh Quân, tựa hồ hoàn toàn không có nghe được nhím biển thủy quân cùng khôi lỗi thủy quân soát bình phong hô lời nói. Huyền Thánh giảng pháp, trong hình ảnh, Bí Đao Thánh Quân duy trì hai tay chống kiếm hình thức, chính thức tiến vào giảng pháp, trạng thái hướng chư thiên vạn giới những người tu luyện giảng thuật bản thân, phòng ngự chi đạo. Hải Vương trong lòng nghi hoặc kỳ quái, ta bên này có ngàn ngàn vạn nhím biển chiến sĩ đang cầy bình phong la lên, đồng thời kêu to như thế dày đặc, vị kia bí đao thánh quân không có đạo lý nghe không được a. À. Đến cùng là cái nào trình tự xảy ra vấn đề sao? Là nhím biển chiến sĩ nhóm kêu không đủ vang dội, hoặc là kêu to lúc âm điệu có vấn đề, lại hoặc là bởi vì nơi này là đáy biển, tín hiệu không tốt. Dựa vào Đến cùng cái nào khâu xảy ra vấn đề? Hải Vương xa vào đến trong trầm tư. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng chẳng lẽ, Bí đao Thánh Quân tắt đi đoạn nghe, Chư Thiên Vạn Giới, người tu luyện giao lưu tiếng công năng. Khả năng này rất lớn, bởi vì Bí đao Thánh Quân đã bắt đầu chính thức giảng pháp. Giảng pháp quá trình bên trong, cũng không thể một bên giảng, còn một bên nghe Chư Thiên Vạn Giới những người tu luyện đậu đen rau muống a. Vạn nhất bị mang tiết tấu làm sao bây giờ? Hải Vương nghĩ đến cái này khả năng phía sau cảm giác vô cùng tâm tắc. Vậy ta dưới tay những này nhím biển chiến sĩ kêu nửa ngày, kêu cuống họng đều làm, đều hư danh. Cùng Hải Vương cùng nhau tâm tắc, còn thật nhiều khôi lỗi, cùng một số vô cực ma tông đệ tử. Bí đao thánh quân giảng pháp vẫn còn tiếp tục, hắn phòng ngự chi đạo nghe có chút buồn tẻ, hoàn toàn không hoa lệ. Nhưng là, lại tương đương thực dụng trong đó bao quát như thế nào phát huy, áo giáp, hiệu quả phòng ngự, như thế nào xảo diệu vận dụng áo giáp phòng ngự mạnh nhất chỗ đi chống cự công kích của địch nhân, như thế nào phòng ngự tốt tu sĩ yếu hại vị trí các loại. Đây đều là phương diện phòng ngự kiến thức căn bản, nhưng lại đúng lúc là tống thư hàng thiếu hụt tri thức. Tống thư hàng mặc dù có cường hãn, đạo ý khôi giáp, nhưng đối với phòng ngự chi pháp không hiểu nhiều, cũng liền so, đứng đấy bất động để cho người ta đổi, mạnh hơn chút. Hắn tại phòng ngự thời điểm, biết tận lực bảo vệ một số yếu hại, còn như thế nào xảo diệu vận dụng áo giáp phòng ngự tính có thể, hắn không hiểu nhiều. Cơ sở phòng ngự chi pháp sau khi nói xong, bí đao thánh quân chính thức tiến vào phòng ngự đại đạo chủ đề, giảng pháp nội dung biến thâm ảo. Tại, huyền thánh giảng pháp, đến một nửa thời điểm, có thiên địa dị tưởng tại bí đao thánh quân bên người hiển hiện, lại có đại đạo thanh âm tiếng vọng. Trong hư không, có các loại hoa sen hiển hiện. Nhưng mà, những này đại đạo chi liên vừa mới ngưng tụ tới một nửa, đột nhiên toàn bộ chuyển hóa làm kim sắc tiểu áo giáp, chất đầy cả cái màn ảnh. Đây có lẽ là thiên địa dị tưởng, tại đậu đen rau muống bí đao thánh quân cái kia không phải người phòng ngự. Bí đao thánh quân, huyền thánh giảng pháp, tống thư hàng nghe say sưa ngon lành, rất đúng khẩu vị của hắn. Đang nghe, huyền thánh giảng pháp, thời điểm, tống thư hàng cảm giác mình đối nghịch lân đao pháp lĩnh ngộ lại cao hơn tầng 1, đối, đao ý khôi giáp, vận dụng cũng có càng sâu kiến giải. Ước chừng hơn 10 phút sau, Huyền Thánh giảng pháp trong hình ảnh, Bí Đao Thánh Quân con ngươi nửa chìm, đình chỉ giảng pháp. Giảng pháp kết thúc, Tống thư Hàng vẫn chưa thỏa mãn, học không có tận cùng a, à, chỉ là phòng ngự thì có cái này thâm ảo đạo lý. Thật muốn tiếp tục nghe Bí Đao Thánh Quân nói tiếp. Bạch Hạc chân quân, so với phòng ngự chi pháp, ta càng hy vọng Bí Đao Thánh Quân giảng giải Thánh Quang áo nghĩa. Phòng ngự chi pháp đối với ta mà nói tác dụng không lớn, ta lại không dựa vào phòng ngự ăn cơm." Tô thị A thập lục nói, "Ta ngược lại còn tốt, trong đó một số phòng ngự tiểu kỹ xảo rất hữu dụng." "Hô, bất quá kết thúc cũng tốt, ta cũng coi như nhẹ nhàng thở ra." Tống thư Hàng nói, lúc trước hắn còn đang lo lắng, trong vũ trụ sẽ có hay không có cái nào tiện nhân, hướng Bí đao Thánh quân cung cấp tình báo của hắn. Nói như vậy, Bí đao Thánh quân tại đêm trăng tròn tiếp theo thẳng đến mục đích tìm hắn, hắn liền ít đi rất nhiều ứng đối thời gian. Xem ra, bí đao thánh quân tại giảng pháp lúc, đóng lại chư thiên vạn giới người tu luyện đạn mạc công năng. Người hôm nay vận khí không tệ nha, Bạch Hạc chân Quân nói. Lúc này, huyền thánh giảng pháp bên trong, đông qua huyền thánh lộ ra cao thâm mà chắc mỉm cười. Sau đó, hắn dùng từ tính thanh âm nói, bá tống, tìm tới ngươi. Bí đao thánh quân vốn là rất đẹp trai, thuộc về Tây Phương cứng rắn phái hình nam cái chủng loại kia. Lúc này, hắn vừa lộ ra loại kia, cao thâm mà chắc, tiếu dung lúc, mị lực giá chỉ tăng lên mấy phần trăm. Nói xong về sau, bí đao thánh quân thân ảnh biến mất, huyền thánh giảng pháp kết thúc. Ta thu hồi trước đó, Bạch Hạc chân Quân nói, hôm nay người rất không may đâu, thư hàng tiểu hữu Tống thư hàng, hôm nay ta có cầu mụ mại phê nhất định phải giảng. Tô Thị A thập lục nhẹ nhàng vỗ vỗ tống thư hàng, An ủi, thư hàng, kỳ thật lấy đối phương bát phẩm huyền thánh thực lực, hắn nếu thật muốn muốn tìm ngươi, có thừa biện pháp. Cho nên, cho dù có người thừa dịp huyền thánh giảng pháp cơ hội, hướng hắn tiết lộ tình báo của ngươi, cũng chỉ là đem quá trình này trước thời hạn một chút thời gian mà thôi. Tiểu thập lục nói rất đúng, cho nên cùng nghĩ đến nguyền rủa những này tiện nhân, ngươi còn không bằng nghĩ đến hạ cái, đêm trăng tròn, muốn làm sao cùng bí đao thánh quân giao thủ. Bạch Hạc chân quân cười nói, đêm trăng tròn a tống thư hàng thở dài nếu để cho đêm trăng tròn biến mất liền tốt cứ như vậy đông qua quân liền vĩnh viễn đừng muốn tới tìm ta đánh nhau ngươi không phải là muốn nổ rớt mặt trăng a bạch hạc chân quân khuyên nhủ đừng nhúc nhích lệch ra đầu óc a nếu như ngươi đem mặt trăng nổ rớt người hoa nhóm hội khóc không có tết trung thu mọi người sẽ rất khổ não tống thư hàng bạch hạc tiền bối ngài cảm giác bằng vào ta vừa tấn thăng tứ phẩm thực lực có thể đem mặt trăng nổ rớt. Mặt trăng nếu là tốt như vậy nổ, người hoa nhóm căn bản liền, Tết Trung Thu, cái ngày lễ này đều không có cơ hội nghiên cứu phát minh. Tống Thư Hàng, ta nếu là có bản sự nổ rớt mặt trăng, sẽ còn sợ một cái huyền thánh. Người là không có bản lãnh này, nhưng không có nghĩa là người khác liền không có. Bạch Hạc chân Quân cảm thán nói, có trời mới biết bạch tôn giả đến cùng quét bao nhiêu thiên kiếp vũ khí. Vạn nhất hắn soát đến lượng lớn thiên kiếp đạn hạt nhân, coi như không thể đem mặt trăng nổ rớt, nhưng nổ một lỗ hổng đi ra, để mặt trăng không cách nào trở thành trăng tròn, thật là có khả năng. Bạch Hạc Trân Quân nói, Tống Thư Hàng, bất quá, như Bạch Tiền Bối có thể sớm điểm độ xong cướp liền tốt. Đến lúc đó Bạch Tiền Bối cũng là một tôn bát phẩm huyền thánh, cứ như vậy, đối mặt bí đao thánh quân lúc, trong lòng ta cũng có cái ngọn nguồn. Bạch Hạc Trân Quân nói, chờ Bạch Tiền Bối tập hợp đủ thiên kiếp đạn đạo cùng đạn hạt nhân loại phía sau hẳn là liền ra tới đi hoặc là, chờ hắn soát ngán phía sau cũng sẽ ra ngoài. Dù sao, hắn cũng không thể một mực ở tại thiên kiếp thế giới. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Thật đúng là đừng nói, Bạch Tiền bối thật là có tạm thời định cư thiên kiếp thế giới dự định. Xế chiều hôm nay lúc, hắn còn để cho mình chuyển máy tính đi vào cho hắn. Luôn cảm giác Bạch Tiền bối dự định trạch tại thiên kiếp thế giới, an cư lạc nghiệp. Lại nói, trước đó Bạch Tiền bối cho hắn tính một quẻ, nói hắn gần nhất có thể sẽ có chút phiền toái nhỏ có lẽ sẽ dùng tới thiên kiếp đạn đạo nghĩ tới nghĩ lui phải dùng thượng bát phẩm huyền thánh cướp bên trong thiên kiếp đạn đạo trình độ nguy cơ đối thủ chỉ sợ cũng là bát phẩm huyền thánh a bí đao thánh quân liền rất phù hợp điều kiện này bạch tiền bối đem thiên kiếp đạn đạo giao cho hắn liền đại biểu cho hắn đến lúc đó không cách nào ra tay trợ giúp tống thư hàng cho nên rất có thể bạch tiền bối tại bí đao thánh quân, đến hoa hạ khiêu chiến Tống thư hàng trước đó, cũng sẽ không từ thiên kiếp thế giới bên trong đi ra. Chư thiên vạn giới bên trong, xem hết lần này huyền thánh giảng pháp, phía sau những người tu luyện lần nữa thu hoạch rất nhiều. Nhưng so với phòng ngựa chi đạo thượng thu hoạch, càng có ý tứ tự nhiên là bí đao thánh quân muốn khiêu chiến bá Tống huyền thánh tin tức. Bí đao thánh quân tại giảng pháp kết thúc lúc câu nói sau cùng, bá Tống tìm tới ngươi, có phải hay không đại biểu cho bí đao thánh quân đã cùng bá tống huyền thánh có liên lạc? Bá tống huyền thánh đáp ứng bí đao thánh quân khiêu chiến sao? Bí đao thánh quân cái kia tự tin biểu lộ, hắn có phải hay không có nắm chắc chiến thắng bá tống huyền thánh? Đêm trăng tròn tiếp theo là lúc nào, đến cùng là lần sau trăng tròn? Vẫn là năm tới trung thu. Ta quyết định di dân đến hoa hạ đi, tốt nhất ở nơi đó mua phòng. Ta muốn tại hoa hạ trông coi, không thể bỏ qua trận này ngàn năm khó gặp huyền thánh cuộc chiến. Trong lúc nhất thời, toàn trong vũ trụ tràn đầy mọi việc như thế thảo luận. Đáy biển thế giới bên trong, hải vương trong mắt nhìn qua hư không, nội tâm của nó phát ra tiếng cười đắc ý. Thành công, hắn để ngàn ngàn vạn nhím biển chiến sĩ soát bình phong hô lời nói có hiệu lực. Bí đao thánh quân đã đã tìm được bá tống huyền thánh vị trí, chậm nhất năm tới trung thu, hai vị huyền thánh cuộc chiến liền sẽ mở màn. Bá tống huyền thánh, Liền để ta mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của ngươi đi." Hải Vương trầm giọng nói, nếu có cơ hội, hắn còn có thể thông qua tế đàn không gian trận pháp, trong nháy mắt tới gần Bá Tống Huyền Thánh, chiếm lấy trên người hắn bạch ngân bao tay. Ngoại trừ Hải Vương bên ngoài, trong vũ trụ còn có rất nhiều hô lời nói thủy quân, đồng dạng một bản thỏa mãn. Mục tiêu của bọn hắn đã hoàn thành, sau này chuẩn bị tiến vào xem kịch hình thức. Thiên kiếp thế giới bên trong, Bí đao thánh quân kết thúc, huyền thánh giảng pháp, chư thiên vạn giới có khổng lồ công đức chi lực rơi ở trên người hắn. Có thể là bởi vì thứ năm huyền thánh khiêu chiến thứ nhất huyền thánh bạo tạc tính chất chủ đề, hắn lấy được công đức chi lực so dự tính còn muốn khổng lồ. Bí đao thánh quân nắm chặt lại nắm đấm, công đức gia thân, giờ khắc này, hắn mới tính là chân chính thành tựu huyền thánh chi vị. Độ song kiếp sau, quanh người hắn thiên kiếp thế giới ẩn ẩn bắt đầu vỡ nát. Là thời điểm rời đi thiên kiếp thế giới bí đao thánh quân ám đạo. Đang lúc thánh quân chuẩn bị rời đi thiên kiếp thế giới lúc, bên tai, đột nhiên truyền đến ẩm ẩm tiếng nổ mạnh. Sau đó, tại ánh mắt của hắn cuối cùng, ở ngoài ngàn dặm một đóa to lớn mây hình nấm nổ lên. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một vị áo trắng tu sĩ, tại mây hình nấm bên trong lấp lóe Áo trắng tu sĩ, cái này không phải là vị kia tại độ, đạn hạt nhân thiên kiếp, áo trắng tôn giả A. Hắn làm sao lại đến ta cái này thiên kiếp thế giới bên trong rồi? Dưới tình huống bình thường, bát phẩm huyền thánh độ kiếp thời điểm, đều là một người một cái thiên kiếp thế giới không gian. Trừ phi là hai cái ngu xuẩn thất phẩm tôn giả tập hợp một chỗ độ kiếp, dạng này hai cái tôn giả sẽ bị kéo vào đến một cái thiên kiếp thế giới. Audio điện tử võ tấn bền. Khết tập 73.